Hello, xin chào tất cả các tình yêu của em đến với kênh mua sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang nha. Dạ, hôm nay em live trễ một tí xíu. Mờ hả? Được chưa? Được chưa? Rồi, hello, xin chào tất cả các tình yêu của Ngọc đến với kênh mua sắm Ngọc Ruby hàng hiệu thời trang nha. Dạ, ai mà muốn theo dõi trang bán hàng của em, mình có thể nhấn cái nút theo dõi cái trang này thì hàng ngày khi em like mình sẽ nhận được thông báo. Dạ, còn ai mà là khách cũ thì đã quen với Ngọc rồi thì yêu thương Ngọc thì mình cho Ngọc xin một cái like và một cái lượt chia sẻ lên trang cá nhân công khai nha. Em sẽ dành trọn nguyên một ngày hôm nay để em like đầm cho mấy chế nha. Hôm nay không like mặt hàng nào hết ngoài like áo đầm nha. Dạ, ngày hôm nay sẽ rõ rồi chị, rồi cảm ơn Tuyền Nguyễn nha. Dạ, ngày hôm nay mình sẽ dùng cái thời gian nguyên một ngày hôm nay để like áo đầm. Và ngày hôm nay mẫu đầm của Ngọc rất là đẹp, rất màu sắc rất là đẹp. Dạ, những cái đầm này rất là thích hợp với cái không khí hè của mình sắp tới. Dạ. Rồi, mọi người, ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Em chúc tất cả các tình yêu của em có những ngày nghỉ cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên gia đình và bên con gái và bên người yêu của mình nha. Dạ, và đừng quên chia sẻ cho Ngọc Ruby nha. Rồi, trái like phải chia sẻ. Rồi mình chơi game nha mấy chế. Ngày hôm nay em tặng 2 cây kem phấn. Dạ, 2 cây kem phấn. Dạ, ngày hôm qua phần thưởng là em đã báo hôm qua con chưa làm ai trúng à? Lên luôn của chiều ngày hôm qua luôn rồi phải không? Đầm này size 14. Diễm Trần mặc size 14 vừa không? Rồi bây giờ mình chơi game nha mấy chế, chơi game để được tặng kem phấn nha. Trái like phải chia sẻ rồi. Đoán cho Ngọc hàng 6. Để chọn con hàng khác đi. Bữa giờ chưa đoán hàng này hoài. Hàng 1 đi. Dạ, mình đoán hàng 1 nha mấy chế. Rồi. Đầm này giá 105. Đầm này giá 1.1 triệu. Dạ, đầm này không có size 6 nha. Hôm nay mưa đang rảnh nha. Ok, đang rảnh nha. Rảnh thì vô chốt nhiều chút xíu nha. Rồi, chia sẻ live stream cho em. Trái like phải chia sẻ cho em có động lực. Hôm nay cho em 500 lượt chia sẻ được không ạ? Để em có động lực em like thật nhiều cái đầm đẹp cho mọi người mua nha. Dạ, trái like phải chia sẻ đoán hàng 1 cho em từ số 10 cho đến số 19. Chắc chắn sẽ có một con số thuộc cái con số lô tô này của em nha. Rồi, mình đề bài vô mình like nha. Dạ, cái đầm này Ngọc chốt cho Diễm Trần nha. Cái đầm này Ngọc để cho Diễm Trần với giá 1 triệu mốt nha. Rồi, Diễm Trần 1 triệu rồi. Cái đầm vôn lụa này của Ngọc, đầm vôn lụa này của Ngọc nó là đầm size 10 và size 12 nha. Vôn lụa size 10 và size 12, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1 triệu. Cái này nó là thun ở chính giữa nha. Thôi, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá 950 thôi. Và đầm này Ngọc để cho mọi người 950 thôi, cuối tuần bán rẻ một chút xíu nha. Chia sẻ. Có đi tiệc 12 không Ngọc? Ủa, cái đầm tím đi tiệc hồi nãy không có chừa ra cái rồi đó nè. Đầm này của Ngọc nói là size 10 và size 12 giá 950. Dạ, đầm đi tiệc hôm nay em chưa like đâu. Chút xíu nữa. Rồi, đầm vôn nha. Đầm vôn sọc này của Ngọc là size 10 và size 12 giá 950. Vải này của Ngọc nó là vải vôn nha. Vải vôn. Vì em mặc cái này nó không có đúng với size của em. Dạ. Em mặc size 4 với size 2 mà cái này nó tới 12. Cho nên là nó bị rộng. Chứ nếu đúng size
Loan Vương chốt 12 hả? Chị chốt đầm hay chị chơi game? Ai chơi game đoán một số thôi nha, mình đoán nhiều số quá mình bị loại á. Loan Vương chơi game đúng không, chứ không phải là chốt cái đầm này đúng không? Đầm này của Ngọc đang mặc là 10 với 12, giá 950 đầm vôn. Dạ, tình yêu nào thích mặc đầm vôn thì mình vô mình chốt cho Ngọc. Rồi qua mẫu đi. Rồi cái đầm này của Ngọc là đầm đi tiệc nha. Đi tiệc màu tím, size 4 và size 6 nha. Đi tiệc size 4 và size 6. Và đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1.350.000. Dạ, mẫu này Ngọc có số 4 và số 6 giá 1.350.000. Dạ, tình yêu nào mà thích chốt đầm đi tiệc thì mình vô mình chốt cái mẫu này cho em. Dạ, cái mẫu màu tím này nhìn nó rất là trẻ trung. Chốt chị Nguyễn Tình đầm tím size 6. Tiêu chỉ có một cái đơn 1.200.000 mấy chục, có hủy cốt cho chị luôn đi. Rồi mẫu này mình còn một cái size 4 nha. Mẫu đầm tím này em còn một cái size 4, giá 1.350.000 nha. À, cái size 4 này ai mà 53 cho đến 56 kg là mình chốt được nha. Và cái đầm tím này cái màu nó rất là yêu luôn. Và cái kiểu nó may đẹp ghê chưa. Rồi mẫu này mình còn một cái 4. Dạ, mẫu này còn đúng một cái 4. Dạ. Rồi Ngọc qua mẫu nha. Lát nữa ai muốn chốt cái đầm tím này thì mình chốt size 4 giúp em nha. Rồi, mẫu này của Ngọc là đầm size 10 nha. Cái này đẹp quá. Cái này là vải lụa nha. Size 10 lụa giá 1.3 triệu. Size 10 vải lụa giá 1.3 triệu. Đầm này dành cho ai 60 cho đến 63 ký mình chốt cho em. Dạ, lụa. Đầm lụa size 10, 60 cho đến 63 ký mình chốt cho em. Dạ, ai chơi game mình đoán cho Ngọc 10 đến 19 nha. Dạ, em cho mọi người 10 phút đoán và dạ, khoảng 11 giờ 25 em trả kết quả nha. 11 giờ 25 em trả kết quả ai sẽ được Ngọc tặng một cây kem phấn nha. Rồi, đầm lụa size 10. Chế nào thích mặc lụa mình vô mình chốt cái lụa này cho em. Đầm lụa size 10 dành cho ai 60 đến 65 kg trong dòng số ký này thì mình sẽ chốt được cái đầm này. Giá 1.300.000 đầm lụa cao cấp nha. Lụa này là lụa cao cấp. Đẹp quá à. Cái mình hàng này đẹp mà cái hoa cũng đẹp. Rồi Ngọc qua mẫu nha, tí xíu nữa Ngọc mặc lại. Rồi cái đầm này của Ngọc, đầm thun này của Ngọc nó là đầm thun size 10. Đầm thun size 10 nha, thun lụa tay 10 tay loe nha. Dạ, đầm thun lụa size 10, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1.000.000. Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1.000.000 size số 10, vải thun nha. Đầm thun lụa size 10 giá 1.000.000, vải thun nha. Mỹ Duyên lấy hả? Ok, em chốt với chị Mỹ Duyên. Rồi, tiếp tục cái đầm thun hoa này của Ngọc cũng là size 10 luôn nha.
Dạ, đầm này của Ngọc cũng là size 10 luôn, giá 1 triệu. Đầm thun nha, thun lụa. À, giá 1 triệu nhưng cái thun này nó là thun hai lớp nha. Dạ, nó ở trong nó có thêm một cái lớp lót nữa. Cho nên là cái đầm này nó không có mỏng nha. Rồi, đầm này của Ngọc nó là đầm size 10 giá 1 triệu luôn. Size 10 giá 1 triệu. Đầm thun size 10 giá 1 triệu. Con cái dạ hội. Thun size 10 giá 1 triệu. Dạ, ai thích mặc đầm thun mà cái dáng này thì lấy nha. Size 10 giá 1 triệu. Số hả? Cái gì? Rồi. Đầm dạ hội size 6 vải gì? Phi chị. Rồi cái đầm này của Ngọc đẹp quá à. Cái phần trên nó là cái chất liệu này và ở dưới là nó xòe ra như vậy nè. Nó không quá dài nha. Đầm này của Ngọc là đầm size 10. Đi tiệc size 10 giá 1,6 triệu. Đi tiệc size 10 giá 1,6 triệu. À, dạ hội size 6 em cũng không còn. Cái tím hồi nãy nó là phi giải phi. Em còn cái size 4 thôi. Rồi cái đi tiệc này của Ngọc nó là size 10 nè. Dạ, đi tiệc này nó có chất co giãn nha. Em chào chị Nhung Long. Dạ, đầm này của Ngọc là size 10. Size này dành cho ai 60 cho đến 63, 64 ký mình chốt cho em. Dạ, chốt cho chị Triệu Hường. Đầm này giá 1,6 triệu. Rồi cái đầm đi tiệc này của Ngọc, một cái size 8 duy nhất nha. Mẫu này Ngọc có một cái size 8 duy nhất thôi. Dạ. Ủa nhớ cái này hai cái lận. Coi chừng hai cái lận. Rồi đi tiệc này của Ngọc là đi tiệc size 8. Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1,5 triệu nha. Đi tiệc này giá 1,5 triệu. Rồi Thanh Lý Trần Ngọc 1,5 triệu. Ủa các chị này hôm bữa có chốt một lần mà. Chị ơi Thanh Lý Trần Ngọc vui lòng inbox thông tin cho em để chốt đơn nha. Rồi cái đầm đi tiệc này của Ngọc nó là đầm đi tiệc size 10 luôn. Đi tiệc size 10. Và cái kiểu này ở đằng sau nó là như vậy nè mấy chế. Đằng sau cái đầm này là nó phủ một cái này nè. Dạ. Dạ cảm ơn chị Diệu Trung. Dạ đầm đi tiệc này của Ngọc là size 10 và size 12. Đi tiệc size 10 và size 12. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1,450. Dạ 10 và 12 nha. Mẫu này em có 10 với 12. Đầm này cái màu nó rất là sang. 1,4 triệu nha. 1,450. Dạ đằng sau là nó giống như là nó khoác một cái lớp ở đằng sau, nó làm giống như là một cái choàng á. Dạ kiểu rất là sang. Và cái màu sắc của cái đầm này cũng sang nữa. Đầm này nó có độ co giãn nha. Mẫu này của Ngọc nó có độ co giãn dành cho ai 60 cho đến 65, 66 ký mình chốt cái đầm này cho Ngọc. Đầm này mặc rất là lạ nha. Mặt đầm này rất là lạ. Dạ đầm này em có số 10 và số 12. Lên size 14. Từ từ. Dạ mẫu này 10 với 12 nha. 10 với 12 đầm này dành cho ai 64 đến 67 ký mình chốt ok. 64 67 ký nha. Đồ đẹp không? Thấy 10. Thấy không?
Nguyễn Nguyễn Dung 113 Rồi, đầm nhung nha, đầm nhung von F size 14. Nhung von F size 14 nha. Dạ đầm này giá 1,2 triệu. Nhung von F size 14 nha. Đầm này quá trời sang luôn. Nhung von F size 14. Dạ, mấy chế nhìn thấy cái nền ở ngoài nó là nền nhung và ở trong nó một lớp lót nha. Dạ, cái nền đầm này phải nói là cực kỳ đẹp mà nó có độ co giãn luôn. Đầm này nó có độ co giãn cho nên mình mặc mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Rồi, đầm này 65-70 kg mình chốt cho em. Giá 1 triệu. Size 14 cho chị Thúy Nguyễn. Hôm nay trừ nợ cho chị nha. Hôm nay trừ nợ cho chị 950. Rồi, trừ thẳng luôn trên cái đầm đi. Còn 50 ngàn. 1 triệu, 1 triệu 950 còn 500. Trời ơi, cái đầm hết chiều 2. 2. Rồi cái đầm chấm bi này của Ngọc là chấm bi size 8 nha. Chấm bi size 8 vải von. Dạ đầm này nó là đầm beo nha. Dạ cái mẫu này dễ thương quá. Rồi đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1,2 triệu size số 8. 1,2 triệu size số 8 nha. Cái đầm này cưng quá à. Dạ nó là beo nha. Mà nó là beo von. Beo von nha. Chị Hoàng Phượng đâu rồi? Gu của chị Hoàng Phượng nè. Dạ beo von size 8 dành cho ai 59-62 kg mình chốt cái đầm này. Chị Hoàng Phượng của em bữa chốt cái mẫu này chưa? Nếu chưa chốt, chốt cái này đi. Dạ gu của chị là đầm dài nè. 1,2 triệu đầm von size 8 nha. 1,2 triệu đầm von beo size 8. 1,2 triệu dáng đầm dài 1,2 triệu von beo size 8. Con chụp cái này gửi chị Hoàng Phượng đi. Chụp gửi chị Hoàng Phượng. Mới thấy chị đây, chị đi đâu à? Rồi cái mẫu này của Ngọc là size 8. Giá 1,2 triệu vải von. Mà mình hàng này nó là beo như vậy nè. Dạ nó là beo. Có chốt ngay. Hả? Đầm này chỉ chốt chứ. 1,2 triệu nha, mẫu này Ngọc để cho mọi người lấy 8 chú Tú Trinh. Bữa ai dặn cái đầm BB này quên mất tiêu rồi. À, cái đầm BB này em hôm nay em về được cái S với cái M nè. Hôm bữa ai dặn Ngọc cái đầm BB này thì hôm nay em có hàng lại rồi. Rồi cái đầm BB này giá 900 ngàn, em có 2M 1S. Đầm BB này Ngọc để cho mọi người với giá 900 ngàn, em có 2 cái size M 1 cái size S. Rồi con số lô tô của Ngọc nó là số 15 nha mấy chế. À, trên like ai comment số 15 vô em tặng cây kem phấn thông minh nha. Lô tô của Ngọc nó là số 15. Trên like ai comment số 15 em tặng cây kem phấn thông minh nha. Rồi tiếp tục chia sẻ cho em đi mấy chế. Tiếp tục chia sẻ cho em đoán số hàng 7 nha. Hàng 1 là số 15. Dạ bây giờ BB sai chị nhé, chốt cho chị Quyền Vũ một cái kìa. Huyền Vũ 56 Nguyễn Hạnh. S là cho chỉ mặc M á. Nguyễn Hạnh á. Nguyễn Vũ M, Nguyễn Hạnh M. Rồi mình phải coi coi ai là người comment đầu tiên nha. Rồi em ghi nhận rất là nhiều người có số 15. Dạ ghi nhận rồi, ngày mai báo kết quả nha. Bây giờ hàng 7. Hôm qua con có bỏ cái tiếp sữa rửa mặt cho chị Lê Phương Cà Mau rồi cô. Rồi ok. Từ từ nha Diễm Trần, từ từ rồi mình sẽ kiểm tra. Ngày mai Ngọc sẽ báo trên live ai là người trúng 15. Hả?
Rồi con số lô tô thứ nhì là hàng 7 nha, 70 cho đến 79, chia sẻ livestream cho Ngọc đoán số nha. Rồi bây giờ cái này mình còn một cái CF dành cho ai 50 cho đến 53, 54 kg. 56 kg chốt M cho em, cái form này nó nhỏ. Nè M Huyền Vũ, M Nguyễn Hạnh luôn. Rồi cái đầm Ngọc đang mặc ở trên người là đầm vôn size 6. Dạ rồi rồi rồi, từ từ. Phải tắt cái live stream này đi là cái comment nó mới đi theo thứ tự được, là sẽ biết được ai comment à. Nó nằm hết ở trên tin nhắn cho nên lần lần yên tâm đi, Ngọc rất công bằng. À, và mọi người cũng có thể vô coi cái comment được ở trên đây, ngày mai mình mới coi được comment ai trúng, tại vì nó phải đi theo thứ tự. Tắt like rồi là cái comment nó mới hiện lên hết nha. Còn bây giờ nó có cái không nha, phải tắt like rồi mình mới thấy được. Rồi, đầm vôn Ngọc đang mặc trên người là đầm vôn size 6 nha. Đầm vôn Ngọc đang mặc trên người là đầm vôn size 6 giá 1 triệu. Đầm vôn size 6 giá 1 triệu. Đầm vôn size 6 giá 1 triệu. Dạ, tình yêu nào mà thích mặc những cái đầm mà cái màu sắc nó nổi bật tí xíu thì mình chốt cái này. Vôn size 6 giá 1 triệu. Dạ, vải thun nha, vôn size 6 giá 1 triệu. Tình yêu nào thích mặc 6 thì mình chốt. Vôn size 6. Đầm vôn size 6 giá 1 triệu. Rồi Ngọc qua mẫu. Rồi đầm vôn nha. Có đầm thể thao không? Đợt này Ngọc ít có nhập được đầm thể thao lắm. Vài. Dạ có chị, từ từ. Mình 14 với 12 lên đi. Rồi đầm vôn. Đầm vôn size 8 nha. Cái đầm này xinh quá à. Dạ cái đầm này được cực kỳ xinh luôn. Nào nhận được hàng. Dạ ok. Dạ. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm vôn size 8. Gì vậy? Đầm vôn size 8 nha, đầm này dành cho ai 58-60kg mình chốt. Đầm vôn size 8, đầm này xinh nè. Dạ. Cái đầm này hoa văn của nó rất là đẹp. Vôn size 8. Đầm vôn size 8. Dáng đầm dài. À cái này nó là vải vôn nha. Mình hàng này nó là vải vôn. Vôn size 8. À, đứng gần cho mọi người xem cái nền hoa của cái đầm này nha. Dạ có thể trên live mọi người nhìn thấy cái màu sắc nó lên không hết, nhưng mà thật sự cái màu này ở ngoài nó xinh lắm. À, Kha Lâm không mặc vừa. Dạ vôn size 8 nha. Rồi Ngọc qua mẫu nha. Rồi đầm vôn vàng này của Ngọc nó là đầm size 14 nha. Vôn vàng size 14. Vôn vàng size 14 nha. Đầm này cũng là giá 1 triệu mốt nha. Vôn vàng size 14 giá 1 triệu mốt. Dạ chế nào mà mặc size 14 mình lấy. 57kg vừa, nhưng mà khách em chốt mất tiêu mẫu đó rồi chị Đặng Hà ơi. 57kg mình mặc được cái đó. Rồi đầm này dành cho ai 65-70kg mình chốt nha. Size 14. Dạ size 14. Vôn vàng size 14. Và cái kiểu của cái đầm này chốt cho Bảo Bảo size 14. Triệu 2, triệu 2. Rồi, đi kênh Y size 16. Đi kênh Y size 16, tình yêu nào mà khoảng 68 đến 72, 73, 74 ký mình chốt nha. Dạ, đi kênh Y size 16, đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu 2. Size 16 giá 1 triệu 2. Đầm size 16 giá 1 triệu 2 nha. Ai mặc size 16 mình chốt giùm em. 70kg mình chốt được 16 nha. Ai mà 70kg mình chốt được 16 nha.
Đầm hoa này Ngọc để cho mọi người giá 1,2 triệu. Hôm nay size lớn khá nhiều á. Dạ. 16, dạ size 16 giá 1,2 triệu. Số ký của ai 70 đến 75 ký mình mặc được size 16 nha. Có đầm đi biển không em? Dạ có. Mọi người theo dõi em đi nhiều lắm, hôm nay mấy trăm đầm lận á. Hôm nay mấy trăm đầm lận á, yên tâm. Rồi, đầm này size 16 nha, 70 75 ký chốt được cái đầm này. Rồi, đầm size 12 nha mấy chế, đầm size 12 giá 1 triệu. Đầm size 12 giá 1 triệu. Vôn, đầm vôn size 12 giá 1 triệu. Vôn size 12 giá 1 triệu. Cái đầm này cái chất liệu vải nó rất là nhẹ nhàng, và cái tay của nó loe loe như vậy nè, nhìn nó rất là lạ, nó rất là dễ thương nha. Size 12, đầm size 12 giá 1 triệu. Đầm vôn size 12 giá 1 triệu. 70 ký Thúy Nguyễn nó chốt cái đầm size đó đó. Hồi nãy Ngọc mới thay ra đi kèm quay Thúy Nguyễn. Dạ. Mấy chế mua đầm của em nó rất là rẻ, cho nên rằng là giả sử có nhiều cái nó hơi rộng tí xíu, mình chịu khó bóp lại tí mà mình được cái đầm xịn và đầm hiệu. Dạ, nhiều khi nó lệch size một tí xíu. Size chị Ngọc, chị Thúy Nguyễn mặc được á. Cái đầm đi kèm quay nãy là chị Thúy Nguyễn mặc được. Rồi, đầm này của Ngọc cũng là size 12 giá 1 triệu nha. Dạ, đầm vôn này của Ngọc size 12 giá 1 triệu luôn. Dạ, chế nào mình thích mình nhất nha. Linh Trần chốt size 12 nha. Linh Trần chốt size 12 giá 1 triệu. Rồi, cái đầm này của Ngọc xinh quá à. Đầm size 10 nha. Chị Linh Trần chốt cái 12, Ngọc mới liền xuống á. Rồi, đầm này của Ngọc đầm size 10 nha. Đầm size 10 giá 1,1 triệu. Dạ, cái tùng ở dưới nó màu đen, ở trên cái vải nó là vải muslin như vậy nè. Dạ, đầm này của Ngọc nó là đầm size 10, dành cho ai 60 đến 63 ký mình chốt cho em. Đầm size 10 nha, cái này đẹp quá à. Nhìn nó rất là nhu. Dạ, cái mình hàng của cái mền cái này là đẹp ghê hồn luôn á. Cái vải đẹp lắm luôn á, nó có co giãn nha. Dạ, 60-65 ký chốt được đầm này nha. Đầm này giá 1,1 triệu. Dạ, mẫu này giá 1,1 triệu, size số 10. Ai mặc được size 10 mình chốt mẫu này cho em đi. Dạ, cái đầm này quá trời đẹp luôn. Ai mặc được size 10 chốt. Na Lê chốt size 10 1,1 triệu. Na Lê. Rồi, vôn nha. Vôn size 10. Đầm vôn size 10 dành cho ai 60-65 ký mình chốt nha. Vôn size 10 60-65 ký mình chốt cho em. Đầm này giá 1,250. Vôn size 10. Đầm vôn size 10 60-65 ký mình chốt cho em. Đầm vôn size 10. Diễm Trần mặc đầm này không vừa. Diễm Trần mặc cái 10 này không vừa nha. Đầm này Diễm Trần mặc không vừa, không vừa, không vừa, không vừa, không vừa. Đầm vôn này là đầm vôn size 10. Không vừa, không có co giãn, em không mặc được size 10. Hả? Eo của size 10 này là cỡ khoảng 90. Eo đầm này là 90. Eo của cái đầm này là 90. Size 10 là eo 90. Vậy sao? Động khúc nè.
Diễm Trần một nữa. Chốt Diễm Trần đi. Rồi đầm đỏ này của Ngọc. À, đầm đỏ này của Ngọc là đầm đỏ size 8 nha. Đầm đỏ size 8 giá 1.100.000. Đầm đỏ size 8 giá 1.100.000. Ren đỏ size 8 giá 1.100.000 nha. Cái đầm này đẹp. Cái đầm này cái hoa màu sắc cái này hình như Ngọc nhớ có hai cái á. Đầm đỏ này size 8 nha. Mẫu này có một cái nha. Em tưởng nó có hai cái nhưng mà nó có một cái nha. Đỏ size 8. Dạ, đầm đỏ size 8 giá 1.100.000. Dạ ok, chốt chị Nguyễn Hoàng đỏ size 8. À, dạ hội sang tuần nha. Dạ hội sang tuần. Có size 4. Dạ từ từ em mặc chị. Rồi đầm này của Ngọc là đầm size 10. 10 hả? Dạ. Đầm size 10 nha. Đầm size 10 giá 1.000.000. Đầm size 10 giá 1.000.000. Hoa văn của cái đầm này đẹp ghê á. Đầm size 10 giá 1.000.000. Đầm này dành cho ai 60-63kg mình chốt nha. À, 60-63kg mình chốt. Mọi người thấy là cái hoa văn của cái đầm này nó rất là nổi bật, nhìn nó rất đẹp nha. Mặc lên nhìn trắng da. Dạ chốt chị Tím Ngô size 10 giá 1.000.000. Rồi đầm Tahari, đầm cao cấp nha. Tahari size 6, đầm cao cấp. Đầm này cái vải đẹp quá trời. Đầm này mà chúng ta có cái dây beo á, chúng ta thắt bằng cái dây nịt á, đẹp. Rồi, đầm này của Ngọc nó là đầm size 6 giá 1250. Đầm cao cấp. Cao cấp size 6 giá 1250. Mẫu này mà chúng ta có mua của Ngọc mấy cái cọng dây beo, mình thắt mấy cái cọng dây beo, chốt Hằng Thu. Chốt Hằng Thu. Rồi đầm tím size 8 nha. Dạ đầm tím size 8 giờ cái mẫu này yêu quá. Cái chất vải của cái đầm này là đầm cao cấp nha. Dạ đầm size 8 giá 1250. Đầm size 8 giá 1250. Cái màu của cái đầm này đẹp nha. Và cái chất liệu của cái đầm này cũng rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy cái hoa văn cái đầm này đẹp ghê chưa. 1250 size số 8 nha. Đầm này dành cho ai 57-60kg mình chốt cho em. Ai 57-60kg mình chốt cho em. Đầm size 8 nha. Quá trời đẹp luôn. 57-60kg mình chốt cho em. Dạ cái mẫu đầm này quá trời dễ thương luôn. Trời ơi. Bây giờ chị cho em cái địa chỉ của bưu điện đó đó. Em chịu khó em chờ mấy đơn. Dạ mẫu này không có 4, mẫu này chỉ có 8. Em chờ mấy đơn em ra bưu điện em lấy giùm chị đi. Lần nào chị giao cho em chị cũng khổ sở quá. Cái địa chỉ của em chị không biết sao bưu tá nó gọi, nó cứ báo là nó gọi em không được, rồi nó không đi giao, khổ quá luôn á. Bây giờ chị Ngọc cho em địa chỉ bưu điện, chạy ra lấy giùm chị Ngọc đi nha. Rồi đầm size 8, đầm cao cấp size 8. Mọi người nhìn thấy cái đầm này ở bên ngoài nó siêu đẹp luôn. Cái hoa của cái đầm này ở bên ngoài nó siêu đẹp luôn. Giờ ai mà mặc được size 8 lấy đầm này đi. Lẽ ra cái đầm này em phải bán 1.450.000 chứ không có 1250 đâu. Dạ
mà em bán cho mọi người cái giá này là siêu rẻ luôn. Em bán cho mọi người cái đầm này siêu rẻ luôn. Trời ơi, quần mà giao rồi mà collagen chưa giao. Gọi bưu điện liền đi. Bưu điện giờ này mấy giờ rồi? Gọi liền đi. Nói cái quần nó giao rồi mà collagen nó không giao là sao? Chị Hoàng Phượng, size 8 mà chị Hoàng Phượng. Đầm size 8. Đầm size 8 giá 1250 nha, qua mẫu. Có size gì không bút liền. Làm đẹp quá trời. Cái cô mặc nha. Có cái mặt của 8812. Không được đâu. À, đầm này 6 không đưa cho tôi mặc đâu, tôi mặc 20 em giọng cho một phát luôn đó. Đầm này Ngọc có 6, 8, 10, 12 phải không? Dạ đúng rồi. Rồi mẫu đầm xanh này Ngọc có 6, 8, 10, 12. Dạ. Rồi cái con số lô tô của Ngọc là con số lô tô thứ nhì, nó là số 75. Trên like ai comment số 75 vô em tặng cây kem phấn thứ nhì nha. Đây là phần quà mà Ngọc dành tặng cho chương trình live stream của mình ngày hôm nay. Chị Tím Ngô size 12. Dạ cái này 6, 8, 10, 12. Đầm này giá 1.050.000. Đó, 1.1 triệu, 1.1 triệu. 12 còn không? Chị cho Tím Ngô size 10 thôi, chỉ mặc cho 12. Hết 12 rồi, hết 12. Còn 6 với 8 thôi. Mẫu này còn 6 với 8 thôi. Dạ cái mẫu này Ngọc còn 6 với 8 thôi. Còn 6 với 8. Được cái chấm bi rồi, hãy chọn cho chị gì đâu rồi. Xem có coi không. Không không, cái chấm bi mà lấp lánh á của chị Lý Lại size số 8 á. Xuân Lan. Dạ mẫu này bây giờ còn 6 với 8 thôi mấy chế ơi. Xuân Lan Nguyễn bao nhiêu ký? Xuân Lan Nguyễn, ok. Rồi, coi như là con số đầu tiên là con số 15, con số thứ hai là con số 75. Đợi Ngọc tí xíu nha. 65kg hả? 65kg chốt size 10. Mà cái đầm này không có 10. Bây giờ còn có size 6 và size 8 là dành cho ai? 55kg. 62kg chốt 8 thôi chị ơi. Xuân Liên Nguyễn 62kg chốt 8 cho em thôi. Chốt size 8 thôi, rồi mình còn một cái size 6 của cái mẫu này nha. Đầm này em còn một cái size 6 nữa là hết. Mẫu này Ngọc còn một cái 6 nữa thôi là hết nha. Rồi, qua mẫu. Rồi đi tiệc size 12 nha. Dạ cái này nó lấp lánh nha. Màu. Dạ cũng dạ rồi. Ai có ghi trên đây đi. Con nốt lại nha. Dạ không cần nốt đâu. Dạ ngày mai em sẽ up là ai. Em sẽ chụp hình. Này là thun co giãn chị. Dạ cái này cái form của cái đầm này nó to. Thông thường 62kg mình chốt size 8 là được rồi. Size 10 là 65kg. Xe 10 là 65kg á chị. Cái này nó thun co giãn. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm size 12 nha. Lấp lánh size 12 à. Cái màu ở trên like nhìn không đẹp, chứ cái này ở ngoài đẹp nha. Cái đầm này ở ngoài nó rất là đẹp nha. Rồi đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1.3 triệu. Đầm đi tiệc. Đầm đi tiệc size 12 giá 1.3 triệu. Dạ cái đầm này ở ngoài nó đẹp lắm nha. Ở trên like mình không thấy hết được cái màu. À, có váy hoa màu. Dạ chị Dung HL mặc size mấy? Rồi đầm này size 12 đẹp quá à. Đi tiệc size 12 giá 1.3 triệu. Đi tiệc size 12 giá 1.3 triệu. Đầm này rất là đẹp. Có 6-7kg mình lấy cái đầm 14. Dạ mẫu này em không có 4. Nếu vừa thì em lấy vừa. Em bán hoài em biết chị. Cứ 60-63kg mình mặc 8 thôi. Dạ cái mẫu đó, tại vì cái đầm này nó có co giãn. Dạ. Rồi, đầm này size 12 giá 1.3 triệu nha. Ai lấy thì mình lấy.
Rồi đầm này của Ngọc nó là Maxi Vol size 8 nha. Dạ Maxi Vol size 8 sọc. Dạ cái đầm sọc này size 8 xinh quá à. Đầm Vol size 8 nha mà dáng sọc. Dạ tình yêu nào thích mặc sọc mình lấy nha. Size 8 dành cho ai? 59-62kg mình chốt 8 cho em. Dạ. Dạ đầm Vol size 8 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1,2 triệu. Dạ đầm Vol size 8. Đầm này xinh quá à. Đầm này cực kỳ xinh luôn. Dạ. Chị Hoàng Phượng tính đồ size 8 nè. Đầm dài size 8 vải Vol mà Vol sọc á, nhìn cái đầm này lên hình rất là đẹp. Đầm này mặc đi biển cực kỳ đẹp luôn. Đầm này mặc đi biển cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc của cái đầm này cũng rất là đẹp nữa. Vũ Huệ hả? Size 8 giá 1,2 triệu. Áo size 10. Một chị 450. Chị Thúy Hồng Trần đó. Là mẫu nào? Rồi rồi. Rồi cái đầm nhung này của Ngọc, đầm nhung đi tiệc size 14 nha. Đầm nhung đi tiệc size 14. Đầm nhung đi tiệc size 14 nha. Dạ ai mặc được nhung đi tiệc size 14 mình lấy đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1,450. Nhung đi tiệc size 14. Diễm Trần Nhung size 14 á. Em chốt kỹ size cho chị Ngọc đi, tại vì trên đây rất là nhiều người đòi chốt size 14 á. Em 12 mà em nhảy 14 luôn. Em mặc 12 mà em chốt cái này, nếu mà em chấp nhận chốt cái này là không trả được đâu nha Diễm Trần. Tại trên live rất là nhiều người mặc cái này, mà tại vì bình thường chị Ngọc thấy Diễm Trần là mặc không trả đó nha. Rồi đầm size 14 luôn. Size 14 giá 1,2 triệu. Đi kênh quay. Đầm size 14 giá 1,2 triệu. Đầm size 14 giá 1,2 triệu. Cái mẫu này nó có một cái sáo nữa nè. Cái này nó có một cái sáo với cái 14. Ok. Tại vì trên live á, là em thường là chị Ngọc thấy em mặc size 12 không à, mà cái đó lấy 14. Rồi ok, Thúy Nguyễn chốt 14 giá 1,2 triệu. Thúy Nguyễn chốt 1,2 triệu. Rồi cái đầm này. Rồi đầm này của Ngọc là 12. Chị bao nhiêu ký mà dáng mặt rất chuẩn size vậy chị? Ai vậy? Đầm 54 ký. Ngọc 54 ký, cao 1m60. Rồi cái đầm này của Ngọc là 6 với 14 nha. Đầm của Pháp size 6 và size 14. Dạ mẫu này không có 12. Mẫu này mình có 6 và 14, đầm Pháp nha, giá 1,3 triệu. Đầm Pháp giá 1,3 triệu. Đầm Vol của Pháp giá 1,3 triệu nha. Cái đầm này là cái logo của nó nhìn giống như cái đầm Gucci vậy đó. Dạ đầm Pháp giá 1,3 triệu nha. 25, 14, 25 vừa
Kha Lâm không vừa. Chốt 14. Rồi mình còn một cái size 6 nha. Cái đầm này bao đẹp luôn. Ai mà không lấy cái đầm này là một cái. Cái này Ngọc có số 6 và số 14. Dạ đầm này hết 14 rồi. Đầm 6 Huê Nguyễn nè. Huê Nguyễn này là Huê Nguyễn ở đâu rồi? Kiểm tra nha. Đầm này mình còn một cái 6 và một cái 14 nha. Huê Nguyễn này là 14 hết rồi. Thuận Trần đi, chốt Thuận Trần. Huê Nguyễn là ưa. Coi có hay xả không vậy? Này mất cái lớp lót rồi. Ủa này đâu có lót hả? Ở đây Ngọc còn cái đầm vôn này size 14 nè. Dạ đầm này của Ngọc thì size 14 nè. Ai mặc được 14 cái này thì lấy. Dạ 14 thì em còn cái mẫu này. Dạ nó cũng na ná cái mẫu này. Dạ dạ 14 màu sắc đậm tí thì nó hết rồi. Mà bây giờ em còn cái 14 màu nhu này. Vôn 14 màu nhu, logo cũng giống như là logo Gucci vậy đó. Bằng giá luôn. Nhưng mà cái màu này thì nó chị... Rồi ai lấy được cái 14 này. Dạ cái đầm vôn 14 nè. Đầm này đẹp lắm luôn á. Rồi đầm vôn size 14. Rồi để đây đi. Dạ, rồi cái đầm vàng này của Ngọc nói là đầm vàng size 8 nha. Đầm hoa vàng maxi size 8. Đầm maxi size 8 nha. Dạ, ai thích mặc đầm vàng mà màu sắc đẹp nổi giống như vậy thì mình lấy nha. Đầm vàng size 8 giá 1 triệu. Vàng size 8 giá 1 triệu. Em không có bán hàng tại shop nha. Em chỉ bán live thôi, không có tiếp khách ở shop nữa nha. Dạ, em ngưng tiếp khách ở shop rồi. Giờ mình chỉ có bán like thôi nha mọi người. Chịu khó mua trên like giúp em. Đa số đơn hàng nào mấy chế cũng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán á. Nên là mình mua mình cứ yên tâm. Dạ. Rồi đầm vàng này của Ngọc nói là đầm size 8 giá 1 triệu. Đầm maxi size 8 nha. Thun nha. Maxi thun lụa size 8 à. Mẫu này dành cho ai? Hả? Hoa Trần Hải Phòng. Gửi liền cho chị để chị đi Đà Lạt đó. Rồi chấm bi. Chấm bi size 8 nha. Chấm bi size 8 giá 950. Chấm bi size 8 giá 950. Chấm bi size 8 giá 950. Rồi chốt Thanh Thanh 950. Ở Sài Gòn thì chia
em vui lòng inbox thông tin cho Ngọc đi. Rồi, size 8. Rồi, đầm size 8, đầm size 8 nha. Đầm size 8, đầm size 8 giá 1 triệu mốt, đầm size 8. Chị lấy đầm vàng size 8, Thanh Thanh đầm vàng khách chốt rồi. Dạ, đầm size 8 nha, đầm size 8 giá 1 triệu mốt, đầm size 8 giá 1 triệu mốt. Rồi, 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 em thấy rồi, thấy rồi. Size 8 giá 1 triệu mốt. Ủa, hôm nay không cho tôi uống nước gì vậy? Size 8 giá 1 triệu mốt nha, đầm size 8. Em xin lỗi, em xin lỗi nha. Dạ, cái đầm này giá chỉ có 1 triệu thôi. Dạ, đầm này chỉ có 1 triệu thôi mấy bà chế. Dạ, chỉ có 1 triệu chứ không phải triệu mốt, em xin lỗi. Dạ, đầm size 8 giá 1 triệu. Dạ, cái này nó là thun co giãn nha. Size 8 giá 1 triệu, thun co giãn. Số ký của ai 58, 60kg mình chốt được size 8 cho em nha. Size 8 giá 1 triệu, bên hông nó tạo kiểu như vậy á. Cho nên là khi mình mặc mình sẽ thấy cái điểm nhấn ngay cái phần eo của mình rất là đẹp. Và cái thun này mặc rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Và nó là thun co giãn nha. Và đầm này nó có độ co giãn. Thằng Thu chơi xem đầm hoa, tay dài đi. Vôn size 14, không có lót hả Ngọc? Dạ, cái đầm này nó không có mỏng nha chị. Lót nè chị. Đầm này nó bị mất lót rồi. Không biết phải không nha. Rồi 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 rồi. Ủa cái đầm bi hồi nãy là bi chi lấy chứ. Đầm bi hồi nãy. Được, em ở đâu? Em ở Sài Gòn thì mua được hết á. Em ở Sài Gòn em cứ đặt rồi nhân viên chị giao tận nhà rồi lấy tiền luôn. Nếu như em ở Sài Gòn, em ở Sài Gòn là giao hàng tận nhà lấy nha. Dạ, nhân viên của chị Ngọc sẽ giao tận nhà rồi lấy tiền. Rồi cái đầm vàng của này, đầm vàng này của Ngọc là đầm vàng size 8. Đầm vàng size 8 giá 1050. Vàng size 8 giá 1050. Vàng size 8 giá 1050. Đầm vàng size 8 giá 1050. Đầm vàng size 8 giá 1050 nha. Vàng size 8 giá 1050. Vàng này 58, 60kg mình chốt cho em. Vàng size 8 giá 1050. Rồi, không qua mẫu. Rồi, đầm xanh này, đầm xanh size 4 tương đương size S nha. Đầm xanh size 4 tương đương size S. Đầm này Ngọc để cho mọi người. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu mốt. Dạ. Đầm này em để cho mọi người giá 1 triệu mốt. Mẫu này Ngọc có số 4 tương đương size S, có nghĩa ai 50 cho đến 53, 54 ký mình chốt cho em. Dạ. Cái đầm này cái màu đẹp. Nổi. Vôn luôn nha. Size 4. Đầm size 4. Đầm size 4 giá 1 triệu mốt nha mấy chế. Size 4 giá 1 triệu mốt. Dạ, cái màu xanh của cái đầm này nhìn yêu quá. Size 4 giá 1 triệu mốt. Dạ, ai mặc size 4 chốt cái này chưa?
đầm 14 nha, đi Donna Karen New York nha, size 14 giá 1250 đầm cao cấp nha. Sọc cam sơ mi. Sơ mi cam CK. Cái này nó là size 10 nhưng mà cái form này nó là form suông. À, cái này của Ngọc là CK nha, CK form sơ mi size số 10. Sơ mi CK size 10. Giá 1.2 triệu. 10 đó. Lên tay. Ok, chốt cho Thúy Nguyễn này. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm size 12. Sọc cam size 10. CK 10 em chốt rồi chị. Rồi cái đầm này của Ngọc là đầm size 12. Dạ. 60kg chốt size số 8 cho em. Ok. Rồi đầm này của Ngọc là đầm size 10. Dạ, đầm này của em là đầm size 10 giá 1 triệu. 10 10 chị Vân Hoàng ơi, cái này 10 10. Tím Ngô, ok chốt chị Tím Ngô. Rồi đầm size 8 nha. Đầm size 8, đầm size 8 giá 1 triệu mốt, size 8 vôn giá 1 triệu mốt. 58kg hả? 58kg chị chốt size số 6 cho em nha chị Tuyết Lê. 58kg mà chị cao 1m57 chốt size số 6 cho em. 58kg cho vòng eo đi. Vòng eo của chị mà khoảng 80 á thì chị chốt size số 6 cho em. Còn vòng eo của chị mà 82 đến 84 thì chị chốt size số 8 cho em. Rồi đầm size 8 nha. Đầm size 8 dành cho ai 58 60kg mình chốt vòng eo 84 nha. Đầm size 8. Size 8 là cỡ khoảng 60kg mình chốt 8 là đẹp và vòng eo cỡ 82 đến 84. 56kg mặc size bao nhiêu? 56kg chốt 6 cho em nha Thúy Nguyễn. 56kg chốt size 6 là đẹp nha. Rồi cái đầm này cũng Ngọc đầm size 8 nha. Đầm size 8 giá 1 triệu mốt tay vôn. Dạ tay vôn. Dạ cái tay của cái đầm này nó phùng phùng ra như vậy nè. Nó vôn nha. Đầm ngọc mặt không có 4 nha. Đầm ngọc mặt là size 8. 57-60kg mình chốt được cái đầm vôn này. Đầm vôn này cái màu đẹp. Cái nền hoa của cái đầm này á, là nó nổi cộm lên như nè. Dạ 12 từ từ chị. Rồi chốt 8 nha Mỹ Duyên. Rồi đầm size 8 nha, Vin cầm mua tồ giá 1.3 triệu. Gì vậy? Đang bán đầm mấy bà chế sao giờ từ đâu ra áo kiểu nữa đây vậy? Size 8 Vin cầm mua tồ giá 1.3 triệu nha. Size 8 Vin cầm mua tồ giá 1.3 triệu. Đầm cao cấp. Cao cấp size 8 giá 1.3 triệu. Vin cầm mua tồ. Cái này đẹp quá trời. Chốt Hằng Dương size 8 giá 1.3 triệu. Rồi Michael Kors size số 4 nha. Michael Kors size số 4, đầm này dành cho ai 54 đến 57kg mình chốt. Michael Kors. Dạ Michael Kors giá 1250. Đầm này đẹp quá. Size số 4 nha. Đầm Michael Kors size 4, đầm này dễ thương quá. Michael Kors size 4 giá 1250. Vừa đẹp vừa lạ nữa.
Đầm này vừa đẹp vừa lạ. Không có. Hết rồi. Size 8 Vinh cầm mô tô khách chốt rồi. Này là size 4. À, size 6 không có. Size số 4. Rồi chốt bé Hai Phạm size 4. Tôm mì size 14. Tôm mì size 14 nha. Dạ, đầm tôm mì size 14. Đầm này giá 1250. Tôm mì size 14 giá 1250. Tôm mì size 14 giá 1250. Tôm mì size 14 giá 1250. Tôm mì 14 giá 1250 tay loe nha. Nguyễn Nguyên sao em ơi? Nguyễn Nguyên sao chị bé Hai Phạm nha. Tôm mì size 14. 65 70 kg chốt 14 cho em. Tôm mì 14. Giá 1250. Tôm mì size 14. Chị Nguyễn Hoàng chỉ nói chỉ trước kìa. Chỉ sao á. Rồi. Rồi size 14 nha. 65 70 kg mình chốt. Dạ, đầm hoa này của Ngọc. Ngọc có size 8, 14, 16 nha. Em ơi, có chân váy không? Dạ, chân váy em không có nha. Xem maxi với chị. Mình muốn dạ hội 6. Dạ, hôm nay dạ hội chưa có like đâu chị ơi. Dạ hội sang tuần em mới like. Em like đầm thường. Ngày mai, thứ 3, thứ 4 like dạ hội nha. Hoa 14. Rồi, đầm hoa này Ngọc có 8. 14, 16. Đầm này giá 1 triệu 050 ngàn. Rồi hết 14, 8 cho Lê Phương. Rồi mình còn một cái 16. Mình còn một cái 16, 8 hết rồi chị Hoàng Phượng ơi. Mình còn một cái 16. Đầm này em còn một cái 16. 65 kg. Hết. Bây giờ em còn một cái 16. Dành cho ai 70 kg mình chốt cho em. Em còn một cái 16. Hết cô ơi. Diễm có gọi được. Diễm có rồi. Đầm này bây giờ còn một cái 16. Đầm hoa này còn một cái 16 giá 1050 nha. Đầm hoa nhí này còn một cái 16 giá 1050. Rồi em qua mẫu. Rồi đầm vôn size số 8 nha. Đầm vôn size 8 giá 1250. Đầm vôn size 8 giá 1250. Cái hoa vôn này. Dạ những cái đầm này em không có nhiều. Mấy chế thấy cái mấy chế comment liền thì mấy chế được nha. Chứ em sẽ giải quyết ai comment trước ai comment sau. Như vậy đỡ mít lòng. Chứ ai em cũng muốn bán nhưng mà khổ nổi nó có một cái hai cái à. Vôn size 8 Linh Dương. Vôn nha, size 8 nha. Vôn size 8 giá 1250. Linh Dương. Dạ, body size 4 nha. Body size 4 giá 900 ngàn. Body size 4 giá 900 ngàn. Body size 4 giá 900 ngàn. Cái này nó là size 4 nha. Body
Cái này nó là đầm thun form body size 4 dành cho ai 50-53kg mình chốt cho em nha. Dạ, đầm thun body size 4 dành cho ai 50-54kg đổ về mình chốt cho em giá 900.000. Dạ, đầm thun body size 4 giá 900.000, cổ chữ U nha. Cổ này á, cái kiểu cổ nó vậy nè. Body size 4 nha, 50-54kg mình chốt cho em. Form body và cái đầm này nó là đầm thun co giãn nha. Đầm này nó có cái chất co giãn, mà cái màu cũng đẹp nữa, mà giá lại rẻ, nó có 900.000 à. À, em có một cái nè, em bán rẻ. Size số 4, ai mặc vừa size 4 chốt cái đầm này cho em đi. Nha, yeah. Ok. Đầm hoa size 6 nha. Đầm hoa size 6 giá 950. Hoa size 6 giá 950. Trời ơi. Rồi, từ từ. Em mặc nhiều lắm mấy chế, yên tâm đi. Nha, còn một rừng đầm ở đây nữa. Từ. Rồi, 8 hay sao? Đầm hoa size 6 giá 950. Hoa size 6 giá 950. Đầm hoa size 6 giá 950. Cái hoa này đẹp. Cái hoa này cực kỳ đẹp luôn mà nó có độ co giãn nha. Hoa size 6 giá 950 form body. Chị Nguyễn Hoàng không chốt cái đầm này nè. Có đầm 14 không? Dạ có, từ. Dạ. Hoa size 6 giá 950 nha. Đầm hoa size 6 giá 950. Rồi ok. Nguyễn Chi 59kg ok. Nguyễn Chi giao hàng tại nhà thu tiền nha, yên tâm. À, không cần chuyển khoản. Rồi đầm này của Ngọc là đầm vàng size 6 luôn. Đầm vàng size 6 giá 1 triệu. Đầm vàng size 6 giá 1 triệu. Đầm vàng size 6 giá 1 triệu nha. Phi thun. Đầm vàng size 6 giá 1 triệu. Body chất phi thun nha, và nền hoa cực kỳ đẹp luôn. À, chế nào mà 55-58kg chốt cái đầm này cho em. Tình yêu nào 55-58kg mình chốt cái này cho em. Size 6 giá 1 triệu. Sáu, Kha Lâm ơi. Sáu, đầm này size 6. Size 6 giá 1 triệu. Đầm size 6 giá 1 triệu. Đầm hoa đó hết rồi. Rồi, đầm này size 6 giá 1 triệu nha. Phi thun rồi, Ngọc qua mẫu. Em sorry, cái đầm này mình có 6 với 14 nha. À, cái đầm vàng này em có size 6 và size 14. Tình yêu nào mặc 14 được thì mình chốt. Tình yêu nào mặc được size 6 mình chốt cho em. Đầm này giá chỉ có 1 triệu thôi. Dạ, size 6 và size 14 giá 1 triệu. Size 6 và size 14 nha. Cái đầm này nó là phi thun co giãn. Nó có chất co giãn. Và cái màu cũng cực kỳ đẹp luôn. 6 và 14. Dạ, tình yêu nào mặc được 6 và 14 mình chốt cái mẫu này cho em nha. Tại sao?
đầm sơ mi jean nha. Dạ đầm sơ mi jean này của Ngọc, Ngọc có một cái size S và một cái size M. Ra được chưa? Đầm jean này Ngọc có một cái size S và một cái size M nha. Mẫu này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu. Đầm jean nha, dây kéo đằng trước. Em có size S và size M tương đương size 4 và size 6. Chốt cho Nguyễn Nguyên size 4. Dạ em còn một cái size M là tương đương size 6 nha. Dạ chốt cho Nguyễn Nguyên cái size 4 rồi mình còn cái size 6 nữa. Đầm này giá 1 triệu 1 nha. Đầm jean 62kg em không có size nha. Đầm này là dây kéo đằng trước nha. Đầm jean này của Ngọc là dây kéo đằng trước nha. Dạ M không vừa. Diễm Trần, chị bé Hai Phạm lấy. Bé Hai Phạm ơi, đầm này M ok. Rồi ok. Rồi, đầm hoa size 4 nha. Không vừa. Vừa đưa rồi. Đầm hoa size 4 giá 1050. Đầm hoa size 4 giá 1050. Đầm size 4 giá 1050. Cái đầm hoa này đẹp quá trời luôn. Dạ, những cái đầm này cái hoa của nó đẹp. 1.050.000 size số 4. Mẫu này em có 1 cái à. Dễ thương quá trời. Hoa size 4 giá 1050. 53-57kg. Dạ, chốt cho chị Trần Dung size số 4 giá 1050. Trần Dung size 4 giá 1050. Rồi đầm Volby nha. Volby size 6 mà. Volby size 6 giá 1.2. Volby size 6 giá 1.2. Đầm Volby size 6 form sami giá 1.2. Volby size 6 giá 1.2 nha. Đầm Volby. Dạ cái này nó là vải von nha, chấm bi. Dáng đầm nó là đầm sơ mi. Giá 1.2. Volby size 6 giá 1.2. Dạ mẫu này dành cho ai 54 đến 58kg mình chốt cho em. Dạ size 6 nha. Cái vải của cái đầm này rủ quá trời luôn. Size 6 55, 58, 59kg chốt được cái đầm này. Vải von. Đầm này nó là đầm cao cấp nha. Vải von cao cấp. Size 6 cho chị Tiền Nguyễn. 6 cho chị Tiền Nguyễn ở đây á. Rồi cái đầm này của Ngọc là cái tay von như vậy nha. Tay von mà nó là tay loe. Rồi đầm này của Ngọc nó là đầm size 6. Đầm size 6 giá 1.2 triệu. Tay đầm von nha mà tay loe như vậy nha. Cái dáng đầm này là cái tay nó loe như vậy. Dạ đầm size 6 giá 1.2 triệu. Size 6 giá 1.2 triệu. Đầm size 6 giá 1.2 triệu. Giá bi nhiêu? Chấm bi đó khách chốt rồi chị. Cái chấm bi đó là giá 1.2 triệu. Nhưng mà khách em chốt rồi. Dạ, đầm von size 6 nha. Cái đầm này quá trời đẹp luôn.
Dạ đầm này dành cho ai 55 đến 59 kg mình chốt cái này cho em, đầm size 6 tay loe. Đi tiệc hôm nay Ngọc không có lên đi tiệc nha, đi tiệc bữa sau Ngọc mới lên, sang tuần. Size 6 Hương Phạm này khách cũ khách mới nè. Hương Phạm khách cũ hay khách mới? Khách mới vui lòng chốt hàng thả số điện thoại luôn cho em nha. Size 6 giá 1.2 triệu. Rồi CK nha, CK size 4. CK size 4. CK size 4 đầm này giá 1 triệu 2, đầm CK size 4 giá 1 triệu 2. CK size 4 giá 1 triệu 2. CK size 4 giá 1 triệu 2, cái đầm này xinh quá. Đầm sọc CK size 4 giá 1 triệu 2, em có 2 cái, mẫu này Ngọc có 2 cái. Chốt cho Hằng Thu một cái, Ngọc có 2 cái. Còn một cái 1 triệu 2 nữa. À, chị Thúy Nguyễn chốt được hình như 2-3 cái gì đó. Em trừ 950 cho chị luôn. CK size 4 giá 1 triệu 2 nha. Chị Thúy Nguyễn chốt tới 5 cái lận nha. Mấy cái đơn kia chị lấy hết cho em chưa vậy? Chị phải lấy đủ mấy cái đơn kia xong rồi em mới giao cái này nha. Chứ em không có dồn một lúc mấy đơn đâu á. Dạ nhận hết giùm em hai đơn kia đi, rồi chiều nay á, em thấy đơn hàng chị nhận rồi em mới gửi tiếp cái này, còn không em không gửi đâu đó. Rồi CK size 4 giá 1 triệu 2 nha. CK 4 giá 1 triệu 2 rồi, quá mỏng. Đầm von size 4 nha. Đầm von size 4 màu xanh nha. Dạ, đầm này dành cho ai nha? Này là hiểu gì? Đầm này giá 900 ngàn. Von size 4 giá 900 ngàn. Đầm này dành cho ai 55-59kg mình chốt cho em. Mẫu này 55-59kg mình chốt cho em. Không, em xả cái 16 ra rồi. Em đưa cái 16 ra rồi nha. Cái này là đầm von size 4. Đầm von size 4 nha, đầm von size 4 giá 900 ngàn. Von size 4 giá 900. Đầm von size 4 giá 900 ngàn. Dạ đầm này dành cho ai 55-59kg mình chốt cho Ngọc nha. 55-59kg chốt cho em cái mẫu này. Rồi Ngọc qua mẫu nha. Rồi cái đầm hoa này Ngọc có 6, 8, 12 nha. Đầm thun hoa này Ngọc có 6, 8, 12. Dạ đầm này Ngọc để cho mọi người giá 950. 6, 8, 12 giá 950. Đầm thun. Hả? Xây 6 cho cô vui. Mấy bữa nay cô đang bệnh. Rồi. Rồi mình còn cái size 12 á, 6, 8, 12. Nguyễn Hoàng là 6 nè, Thanh Lý Đừng Ngọc 8, rồi mình còn cái 12. 950 cái đầm này thôi, 950 cái đầm này thôi. 950 cái mẫu này thôi. Hết 8 rồi, em chỉ còn size 12 thôi, mẫu này còn 12. 12 là 63, 67 kiếm mình chốt 12 cho em. Cho chị tím ngô luôn đi. Tím ngô. Chồng
Rồi, đầm này của Ngọc là đầm size 8 nha. Đầm size 8 giá 1150, size 8 giá 1150 nha. Và cái tùng ở dưới của cái đầm này nó là đuôi cá. Tám, mười, mười sáu nha. Đầm này Ngọc có size 8, size 10 và size 16. 8, 10 và 16. Cái này nhỏ, phơm nhỏ, tính 14 thôi. Phơm nhỏ xíu à. Đầm này Ngọc có 8, 10, 14 nha. Mẫu này Ngọc có size 8, size 10. Chị bé hơi phạm xả cái mẫu gì đâu mà đâu coi được đâu. Còn Nguyễn Xuân rồi. Mời Nguyễn Xuân. Đầm này em còn 14 nữa nha. Cái mẫu này em còn 14. Có cái nào màu đỏ tươi chút Ngọc đẹp 14 Julian Trường hả? Dạ. Phải không? Đúng rồi. Sao nó không nhảy trên đây? Còn cái của chị. Còn cái của mặt đó. Còn cái của mặt. Cái của mặt là sao? Là còn một cái nữa tới ba hết rồi đó. Cái của mặt. Cái của mặt là cái có gì? Là chú. Này xe máy vậy? 8 có người chốt rồi mà. Chứ đây có một cái nè, 10 nè. Bán mới có người chốt đó. Nguyễn đâu Sơn, ai 10, vô bán đâu. Julian Trương 14. À, 14. Đây 14. Thôi đừng có cãi lộn. Chị Hồng Trà chốt đó. Hồng Trà là chốt. Hồng Trà trước. Là mẫu trước. Tôi nói nhiều. Rồi cái đầm này của Ngọc size 14 này to quá. Đầm này của Ngọc. Chị bé Hai Phạm nãy giờ chốt cái nào vậy? Hồi nãy chị bé Hai Phạm chốt được hai cái. Một cái jean á với một cái gì nữa. Cái gì đó cô nè. Cái mà có ba sọc đen này. Rồi đầm này của Ngọc là đầm size 14 nha. Hồi nãy có người chốt muốn chốt cái đầm đó đó mà cho chị Nguyễn Hoàng á. Rồi đầm này của Ngọc là đầm size 14 nha, tại vì cái này nó quá bự. Nó quá bự cho nên là em mặc vô nhìn nó rộng quá. Dạ đầm này 70kg mới vừa nha. Đầm này giá 900.000. Size 14 giá 900.000. Size 14 giá 900.000. Rồi em qua mẫu. Không, không, mẫu đó không có 8. Mẫu đó em không có 8. Rồi đầm von nha. Dạ mẫu đó em không có 8. Rồi mẫu này của Ngọc là von size 8 nha. Đầm von size 8. Đầm von size 8 giá 1.1.000. Von size 8 giá 1.1.000. Đầm von maxi size 8 giá 1.1.000. Ai thích mặc đầm form dài thì mình chốt cái đầm này cho em. Giá 1.1.000 nha. Đầm von maxi form dài. Size số 8 là ai mà cỡ khoảng 59-62 kg. Đầm tin hồi nãy hay chốt quá. Chốt Tình Nguyễn size số 8 nè. Chốt chị Tình Nguyễn size 8. Rồi đầm Donna Karen New York nha, 1250 đầm cao cấp. Size số 4. Dạ, chấm bi size 4 nha. Dạ, hiệu Donna Karen New York nha. Đầm này giá 1250 đầm cao cấp. Chốt 8. Dạ, cái đó hồi nãy khách chốt mất tiêu hết rồi. Rồi mẫu này là size 4. Không gắm cái này em không có 8. Chốt Hưởng Nguyễn đầm này giá 1250. Rồi đầm cam size 10 nha. Đầm cam size 10. Đầm cam size 10 giá 1.050.000. Cam size 10 giá 1050. Đầm cam size 10 1050. Xong bắt đầu cho đi cái vàng này qua luôn.
Cam size 10 giá 1050. Cam size 10 giá 1050. Mấy chế đang coi like Thư Ngọc cho một cái lượt chia sẻ được không ạ? À? Để em lấy động lực mặc tiếp 100 đồng nữa được không ạ? À? Ai thương? Tốt, chốt Tiết Thanh Nguyễn. Dạ. Cho em xin một lượt chia sẻ được không? Cho Ngọc xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân công khai của mọi người nha. Dạ, em đứng đây livestream được cho mọi người xem đầm á, là một phần là có rất là nhiều sự đóng góp của các tình yêu, cho nên là ngày nào mấy chế chia sẻ cho Ngọc á là ngày đó Ngọc vui dữ lắm. Mà Ngọc vui là Ngọc chịu khó mặc đầm đẹp, nhiều cái đầm đẹp cho mọi người ngắm nghía. Cho nên là cho Ngọc xin một cái lượt chia sẻ bên tay phải nha mấy chế, một cái like bên tay trái nha. Rồi cái đầm sọc này của Ngọc nó là đầm sọc size 6 nha. Dạ, đầm này dành cho ai 55-60kg mình chốt nha. Đầm sọc này Ngọc để cho mọi người với giá 950. Đầm sọc giá 950 dành cho tình yêu nào 57-60kg mình chốt nha. Đầm sọc 950 và đầm này nó là đầm size 8. Chốt cho chị Tình Nguyễn đầm này giá 950. Đầm cam khách chốt rồi. Rồi đầm này của Ngọc là đầm size 6 luôn nha. Dạ, đầm thun size 6. Đầm này đẹp quá trời luôn. Và cái tùng ở dưới nó là xòe nhẹ đuôi cá nha. Đầm này giá 1.1 triệu. Size 6 giá 1.1 triệu. Đầm size 6 giá 1.1 triệu. Size 6 giá 1.1 triệu. Tìm cho chị một đầm size 6 đi biển em. Size 6 hồng trà 1.1 triệu nè. Size 6 hồng trà 1.1 triệu. Rồi đầm hoa nha. Dạ đầm đi biển ha. Có mấy cái đầm đi biển đâu đây nè, mấy cái đầm đi biển mất đi. Rồi đầm hoa nha, đầm hoa size 4 nha, đầm hoa ren size 4. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1050. Hoa ren size 4 giá 1050. Diễm Trần hoa này không vừa, hoa size 4 giá 1050. Đối với những cái đầm hoa này á, mình khỏi có thắt cái đầm cái cọng dây beo này, mình để không nó dễ thương hơn là mình thắt beo vô. Dạ mình để không nó sẽ dễ thương hơn nha. Cái hoa ren này cái nền hoa rất là đẹp. Size 4 chốt chị Nguyễn Hoa. Rồi, Von Maxi đi biển size số 10 nha. Von Maxi đi biển size 10. Dạ, đầm Von Maxi đi biển size số 10 nha. Đầm này giá 1250. Maxi đi biển size 10. Dạ, Maxi dáng dài đi biển size 10 giá 1.250.000. Maxi đi biển size 10. À, cái mẫu này nó không có co giãn cho nên là mình tính nó là size 8 thôi. Đầm này nó không có độ co giãn cho nên mình tính nó là size 8 là ok rồi. Diễm Trần không mặc vừa cái này đâu. Nhỏ xíu à, em mặc không được đâu. Cái này 12 em mới ok. Không vừa. Không có vừa.
không dừa là không không đừng có chốt đó, nó không có dừa, cái eo nó nhỏ xíu à, chốt chị Hoàng Phượng. Rồi, đi biển size 6 nha. Đi biển size 6 giá 1250 đồng, đi biển size 6 nha, maxi dáng dài. Hiệu CK. Maxi dáng dài CK size số 6. À quên, Vincamuto, đầm này nó là Vincamuto nha, giá 1250. Vincamuto size 6 giá 1250. Vincamuto size 6 giá 1250. Vincamuto 6. Không 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 không. Cái đầm này không dừa, dừa đưa liền. Cái đầm đó nó không có độ co giãn. Không có độ co giãn. Có co giãn đưa cho Diễm Trần liền. Cái mẫu này mà 12 đưa, cái này coi có 12 trên quầy không? Không chị. Cái đâu màng phồng đi vô đi. Cái này nhiều cái nè. Cái mẫu này nhiều cái nè. Nó có gì nó để đâu mà cái mẫu này nhiều cái á. Có hai cái đó. Có nhiều rồi. Cái đó 12 Ngọc đưa em liền, Ngọc không có tiếc rẻ gì với em cái đầm đâu. Ai vừa đưa liền luôn á. Rồi cái này Ngọc có 4 với 6 nha. Mày 4 với mấy? Đi tiệc nha, đi tiệc lụa. Mẫu này Ngọc có 4 với 6 nha, đầm này nó là đầm đi biển nha. 4 với 6. Dạ ai thích dáng đầm dài maxi đi biển thì mình chốt nha. Cái đầm này ở đằng sau là nó cột như vậy nè. Sáu Hoàng Phượng luôn nè. Mẫu này Ngọc có 4 với 6. Dạ hết 6 còn 4 nha. Dạ đầm này hết 6 còn 4. Mẫu này còn dành cho mẫu này còn dành cho ai là 53-57kg ok đó. Cái mẫu này mình còn dành cho ai 53-57kg. Dạ hết 6 chị Tình Nguyễn, mình còn size 4 thôi. Đầm này giá 1.3 triệu, lụa cao cấp nha. Lụa cao cấp giá 1.3 triệu. 53, 56, 57kg chốt size số 6 là số 4 là được nha. Sao? Rồi mẫu này chị Lê Hà chốt nha, 1.3 triệu chốt chị Lê Hà. Đây nè, cái mẫu này nó cũng na ná giống mẫu này nè, mà cái hoa nó hơi khác chút xíu. Rồi lụa luôn nha, 4 với 6, 4 với mấy? Ở đây 8. Rồi mẫu này 4 với 8 nha. Đúng, đúng. Rồi 4 với 8 nha, mẫu này 4 với 8. Chị Tình Nguyễn trước hả? Kiểm tra coi. Hoàng Phượng trước. Hoàng Phượng trước, Hoàng Phượng trước, Hoàng Phượng trước. Chốt 8 cho chị Hoàng Phượng. Rồi đầm này Ngọc có 4 với 8 luôn. Đúng rồi, 1.3 triệu. Mẫu này 4 với 8 luôn nha. Dạ mẫu hoa này 4 với 8 y chang kiểu kia mà nó khác hoa thôi. Lên cái đầm 12 đi người đẹp. Từ 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 em còn mặc nhiều đầm mà. Chút xíu nữa chụp qua cho. Chốt 4 chị đang mặc. Ok, chốt Thanh Trang. Rồi, ok. Rồi
Hoa Vũ. Đầm này size 10, đi tiệc này size 10, cổ yếm luôn. Dạ, đi tiệc size 10, cổ yếm. Comment 2 lần 6. Nhưng mà làm sao Hoàng Phượng? Chỉ sao Hoàng Phượng chút xíu em kêu nhân viên chụp hình cho. Tắt máy, máy chế vô ngược trở lại là máy chế thấy. Dạ, mình cứ kiểm tra comment nha, xuống là mình kiểm tra. Rồi, đầm này của Ngọc là đầm size 10. Size 10 giá 1.2 triệu, đầm size 10 giá 1.2 triệu. Maxi size 10 giá 1.2 triệu nha, size 10. Dạ, ai mặc được size 10 chốt cái đầm này. Maxi size 10 giá 1.2 triệu. Maxi size 10 giá 1.2 triệu nha. Dạ, đây, đầm này nếu ai mặc đúng size là nó ôm eo như vậy nè. Size 10, maxi size 10 giá 1.2 triệu. Maxi đi biển size 10 giá 1.2 triệu. Dễ thương lắm á. Đầm da hôm nay em không có để ngay khu vực này nên em không không like đầm da được. Còn cái đầm nào mắc maxi wow sexy ghê chưa. Maxi, Maxi hoa von size 6. Dạ ai thích sexy quốc cái đầm này đi. Dạ Maxi hoa von size 6, đầm này yêu quá. Đầm này cái bông đẹp quá trời luôn. Mình tăng đơ cái dây được nha. Dạ cái dây kéo nó lên hết đi để mình cho mọi người xem cái dây đằng sau. Dạ cái đầm này cái dây đằng sau nó như vậy nè. Dạ rất là đẹp. Wow. Thấy bưởi không? Wow, cái là thấy bưởi không? Rồi đầm Maxi Von size 6 nha, ai mặc được size 6 chốt. Dạ không có 12 chị. Dạ cái đầm này là cái đẹp hoa lan vũ chốt size 6 ok, đầm này giá 1250 nha. Dạ hoa lan vũ chốt size 6 ok. Giá 1. Cái zoom này nhìn nó modern ghê chưa. Zoom này nó là zoom size 4 nha. Bộ zoom này em có 2 bộ. Ai mà thích mặc sexy mình chốt cái zoom này cho em đi. Dạ zoom sexy em có 2 bộ. Dạ Ngọc để cho mọi người bộ zoom này với giá 1250 size số 4 nha. Dạ ai mà thích mặc zoom mà cái dáng zoom mà nó modern như vậy á, rất là đẹp, rất là hấp dẫn nha. Chế nào thích mặc zoom mình chốt cái này cho Ngọc. Hấp dẫn ghê chưa. Size 4 nha. Dạ zoom này em có 2 bộ size số 4, ai mà 53 đến 56 kg mình chốt bộ này cho em. ai mà thích mặc sexy. Rồi từ từ, lát nữa em sẽ kiểm tra. Chụp hình rồi đó. Zoom 4 hoa lan vũ chốt. Cái này 1250 nha. Zoom này của Ngọc. Zoom này của Ngọc giá 1250. Hà Nguyễn, cái này nó là zoom size 4 nha. Cái zoom này rất là lạ, giá 1250. Không có 2. Cái này của Ngọc là size 4. Mua về bóp tí xíu ok đó. Zoom này Hà Nguyễn mua về bóp vô tí xíu tại vì Ngọc cũng 53 54 kg rồi. Cái này Hà Nguyễn mặc được đó. Cái này form nhỏ mà. Hà Nguyễn lấy đi, Hà Nguyễn mặc vừa đó. Cái này quá trời đẹp, quá trời modern luôn á, lâu lâu mới lượm được hai bộ á. Rồi chốt. Nhưng mà
Rồi zoom size 4 nha. Zoom hoa này dành cho ai 57 60 kg mình chốt nha. Zoom hoa. À, chế nào 57 60 kg chốt cái zoom hoa này cho em. Zoom hoa đẹp quá à. Zoom hoa này giá 1.200.000 nha. Zoom hoa. Zoom hoa size 6 nha. Zoom hoa này dành cho ai 57 60 kg mình chốt cái zoom hoa. Zoom hoa này giá 1.200.000 nha. Dạ nó thắt cái nơ ngay thắt cái phần eo ngay đây nó tạo điểm nhấn ngay eo nha. Dạ zoom hoa. Zoom hoa này cái màu rất là đẹp nha, rất là dễ mặc, nhẹ nhàng, mát. Zoom hoa giá 1.200.000 size số 6. Zoom hoa 1.200.000 size số 6. À, chế nào mà thích mặc zoom thì mình chốt bộ này cho em. Zoom hoa size 6 nha. Giá 1.200.000, cái zoom này mát ghê luôn á. Ở đây em có một cái đầm chấm bi size 2. Mặc thử đi, biết đâu luôn. Chấm bi size 2. Chấm bi size 2 nha, dành cho ai 50 53 kg mình chốt. Coi thường tôi quá à. Chấm bi size 2 50 53 kg mình chốt cho em nha, đầm này giá 1.200.000. Chấm bi size 2 nha. Chấm bi size 2 giá 1.200.000, size số 2 giá 1.200.000. 50 53 kg chốt cái đầm này cho em chấm bi. Đầm này mặc đi biển xinh nha. Chấm bi size 2 giá 1.200.000. Ai mặc được size 2 chốt cái size 2 này cho em đi. Chấm bi size 2 giá 1.200.000. Em thích môi. Để từ từ, đừng manh động. Rồi zoom CK size 4 nha. Zoom CK size số 4. Bộ zoom CK size 4 này, bộ zoom này đẹp quá trời luôn. Zoom CK size 4 nha. Dạ bộ zoom này Ngọc để cho mọi người giá 1.250. Zoom CK size 4 giá 1.250. Dạ ai mặc được size 4 mình chốt cái này cho em. Rồi ok chốt bộ zoom này cho Hằng Thu. Size 4. Trang Huỳnh 60 kg, bộ zoom nó không vừa.
Rồi zoom Vin cầm mô tô C4 luôn. Rồi ok, từ từ em mặc tới cái đó. Rồi Vin cầm mô tô C4 luôn nha. Zoom Vin cầm mô tô size số 4. Zoom Vin cầm mô tô size số 4. Dạ, zoom này á là ai 53 cho đến 57 ký mình chốt cái Vin cầm mô tô này cho em. Zoom Vin này giá 1.3 triệu nha. Size số 4. Zoom Vin sọc này là size 4 giá 1.3 triệu. Zoom size 4 giá 1.3 triệu. Vin cầm mô tô nha. Vải đẹp lắm luôn. Vin cầm mô tô size 4 giá 1.3 triệu. Rồi. Rồi ở đây em có cái bộ zoom này size 4 cực kỳ đẹp luôn. Tay loe. Rất là lạ luôn, ở dưới nó là sọc như vậy và ở trên nó là thun tay loe như vậy. Rồi mặc luôn cái này đó 4 luôn. Linh Quyên Tăng, chốt cái này. Lỡ là chơi zoom. Rồi bộ zoom này của Ngọc nha. Ai mua chịu khó về đính giùm Ngọc cái nút bóp ở ngay đây. Dạ zoom này của Ngọc nó là zoom size 8. Dạ zoom size 8. Cái bộ này nó hơi dài, nó không phải size em cho nên là em mặc nó bị rộng nha. Zoom size 8 tay loe. Dạ cái tay này về chúng ta có thể cắt ngắn lên một tí xíu vừa ngay tới cái khổ tay của mình nha. Rồi zoom size 8 nha. Zoom size 8. Bộ zoom này Ngọc để cho mọi người giá 1.050.000. Dạ cái zoom này rất là lạ nhưng mà tại vì nó không đúng size. Lên đầm size 20, không có lấy tới 20. Lên đầm size 12 rồi tiếp tục cho đầm ngắn lên đi. Rồi cái đầm này của Ngọc, Ngọc có size 8 và size số 4. Rồi đầm này Ngọc có hai cái size 8 nha. Cái đầm màu xanh này Ngọc có hai cái size 8. Đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1.350.000 đầm cao cấp nha. Đầm này Ngọc có hai cái size 8 giá 1.350. Size 8 giá 1.350. Từ từ. Dạ, đầm này Ngọc có hai cái size 8 giá 1.350. Size 8 này dành cho tình yêu nào của em 59, 62, 63 ký chốt 8 được nha. À, đầm size 8 giá 1.350. Đầm size 8 giá 1.350 đây Ngọc. Rồi ở đây Ngọc màu này em không có màu khác. Đầm màu vàng này của Ngọc là cổ sâm cổ này. Đầm này size đi. Mà là hai cái màu, một cái là này S nè. Đầm này Ngọc có size S, size M và size L nha, đầm màu vàng. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 700.000, Ngọc có S, M, L giá 700.000, đầm vàng. Bo tay cổ có cổ nha. Dạ cái đầm này dễ thương, cái màu đẹp cực kỳ luôn. Dạ đầm này hè mà mình đi biển đó, dạ mình mặc mấy cái đầm thun này rất là dễ thương nha. Dạ mẫu này Ngọc có size S, size M, size L tương đương 468 nha. Dạ mẫu đầm vàng này tương đương 468 giá 700.000 một áo. Mẫu này giá 700.000 một áo. Đầm thun này giá 700.000 nha. Dạ cái đầm thun màu vàng này dễ thương quá. 700.000. Dạ tình yêu nào mà thích mặc đầm thun màu vàng có cổ như vậy mình vô mình chốt giá 700. Rồi còn cái đầm này của em thì em có hai cái size 8. Đầm này Ngọc có hai cái size 8 giá 1.3 triệu. Đầm màu xanh cobalt này em có hai cái size 8 giá 1.3 triệu.
Dạ, tình yêu nào thích mặc đầm này thì mình lấy nha. Định size luôn cho. Rồi, đầm hoa này của Ngọc nói là đầm hoa size 6. Đầm hoa size 6 giá 950, đầm hoa size 6 giá 950. Đầm hoa size 6 giá 950. Đầm hoa size 6 giá 950. Hoa size 6 giá 950. Thun nha. Chất liệu đầm này nó là đầm thun. Rồi, đầm hoa size 6. Có đầm hoa đỏ treo mắt đầu. Hoa đỏ. Hoa đỏ này hả chị? Hoa đỏ này hả? Dạ hồi nãy em mặc cái này rồi, cái này nó là size 10 chị ơi. Rồi cái đầm này của Ngọc giá 950 size số 6 nha. Đầm hoa 950 size 6. Rồi, mẫu này ren trắng đi tiệc hả? Nó còn nằm ở trong mấy cái bao em chưa có khui ra. Dạ, ngày mai em khui đầm ra em like tiếp nha mấy chế. Rồi, đầm này của Ngọc nói là đầm lụa size 10. Dạ, đầm lụa hoa size 10. Chị Hoàng Phượng, nếu mà chị lấy cái này chị về chị bóp tí xíu thôi à, tại vì em mặc nó rộng có tí xíu rồi, thì đối với chị thì chị bóp một tí xíu ngay phần dây kéo vô là ok. Nó size 10 nhưng mà form không có lớn đâu. Rồi, đầm này giá 1.300.000 size số 10. Dạ, đầm đi biển. Rồi ok, chốt chị Hoàng Phượng luôn, chỉ khoái mấy cái form này rồi. Cái mẫu đầm này Ngọc có size 2, size 4 và size 6. Dạ, mẫu đầm này Ngọc có 2, 4, 6 giá 1.250. Dạ, đầm hoa này em có 2, 4, 6 L. Dạ, sơ mi nam hết trơn rồi chị. Sơ mi nam hôm qua khách chốt hết rồi. Rồi, đầm này mình có 2, 4, 6 giá 1.250, đầm cao cấp nha. Dạ, đầm này em có 2, 4, 6. Dạ, size 2, size 4, size 6 giá 1.250, đầm cao cấp. Cái nền hoa của cái đầm này đẹp ghê chưa? Linh Quyên Tăng size S 246 nha. Đầm này em có 246. Size 2, size 4, size 6. Cái Ngọc đang mặc là 6. Đưa cái S ở dưới cho Linh Quyên Tăng đi. 246 giá 1.250, đầm cao cấp. Size 2, size 4, size 6 giá 1.250. Size 2 là 50, 54 kg. Chốt cao cấp size 6 kim trân là cái Ngọc đang mặc.
Rồi mình còn một cái 2 nữa, 2 là 50, 53 ký mình chốt nha. Và mẫu này mình còn một cái size 2. Chốt luôn 2 đi. Chị Phương Lê bao nhiêu ký vậy chị? Tại vì cái này ngọc mặt rộng. Rồi, đầm maxi này của Ngọc là maxi size 8 nha. Cái Ngọc mới thì thay ra cho chị Kim Trân á. Maxi size 8 nha. Dạ, maxi size 8 cổ yếm. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1050 size số 8. 1050 size 8 nha, cổ yếm. Ok. Rồi chốt Tình Nguyễn đầm này size 8 giá 1050. Chốt chị Tình Nguyễn đầm này giá 1050. Rồi ok, chốt chị Tình Nguyễn. Đâu? Đâu có thấy chữ Nga Nguyễn đâu. Rồi, CK nha, CK size 8 và size 10. CK size 8 và size 10 giá 1250. CK size 8 và size 10, đầm này nó là đầm phơm suông nha. Dạ, đầm này nó là đầm phơm suông chữ A. CK size 8 và size 10 giá 1250. CK size 8 và size 10 giá 1250. Đầm CK size 8 và size 10, cái này nó là vải vôn nha, tay loe. Vải vôn tay loe nha, đầm CK phơm suông. Cái đầm này là cái màu của nó nhìn rất là nhu nha. Và dáng đầm là dáng đầm chữ A. Nó ôm theo từ phần ngực nó xuống tới dưới nó xòe ra. Thì đối với ai mà mình có nay bụng một tí xíu thì những cái phơm này nó sẽ che khuyết điểm cho mình được rất là nhiều. Dạ em có size số 8 và size số 10. Si cơ giá 1250 nha. Rồi em qua mẫu. Ngoại trần người. Chị Lành Phạm 8, Huệ Trần 10. Vậy là cái mẫu đó hết luôn rồi đó. Rồi, cái đầm này Ngọc có 6 hả? 6. Đầm này em có size 6 và size 10 nha. Đầm thun này em có size 6 và size 10. Và mẫu này Ngọc để cho mọi người với giá 850. Size 6 và size 10 giá 850. Mẫu này em có số 6 và số 10 giá 850. Đầm này em có số 6 và số 10 giá 850. Size 6 và size 10 giá 850. 10 Kim Nguyên. 10 cho chị Kim Nguyên mẫu này nè. Rồi còn cái size 6 nữa. Dạ mẫu này còn cái size 6. Dạ Nguyễn Chi em lấy. Ok Nguyễn Chi này nãy giờ cho địa chỉ chưa vậy? Có số điện thoại. Rồi cái đầm sọc này của Ngọc là dành cho ai 55 đến 59 kg đầm size 6 nha. Đầm này của Ngọc đầm size 4, em sorry mấy bà chế. Đầm sọc size 4 giá 1250. Đầm sọc size 4 giá 1250. Sọc size 4 giá 1250. Đầm sọc size 4 giá 1250 nha, cái đầm này rất là đẹp. Size số 4 giá 1250. Đầm sọc size 4 giá 1250. Đầm sọc size 4, đầm này dành cho ai 54, 58 ký mình chốt nha. Size 4 giá 1250. Sọc dễ thương quá, này đi biển mặt này.
sọc size 4 không 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 ai chốt, mình chốt. Đây này giá thun thiệt chứ. Lẽ lát mình mặc đi 81 tầng. Loan Nguyễn chốt. Đầm sọc 1.2 triệu. Loan Nguyễn là Loan Nguyễn gì đây? Loan Nguyễn quận 12 ạ. Vui lòng inbox thông tin cho em đi. Ai chốt vui lòng inbox thông tin cho em mới chốt hàng được nha. Trần Minh Thi, khách cũ hay khách mới? Rồi đầm này của Ngọc nói là đầm size 8 nha. Không, không, một mẫu đó em không có mấy cái mẫu này, mỗi thứ em còn có, em có một cái hai cái là nhiều nha, cho nên mấy chế mua mới rẻ đó, chứ em mua đúng size nhiều size là nó 1.4-1.5 triệu một cái lần. Dạ nó tới 1.4-1.5 triệu một cái, mà tại vì mỗi thứ nó có một cái cho nên mình mua rẻ nha. Long An chốt size 8, đầm này giá 1050 cho đầm này giá 1 triệu cho chị Long An, 1 triệu cho chị Long An. Rồi chấm bi size 8 và size 12 nha. Chấm bi 8 và 12 giá 950. Chấm bi size 8 và size 12 giá 950. Chấm bi size 8 và size 12 giá 950. Chấm bi size 8 và size 12 giá 950. Size 8 và size 12 giá 950. Dạ vải thun nha. Chấm bi này Ngọc có size 8 và size 12. Dạ cái chấm bi này mặc nó rất là dễ chịu nha, tại vì nó là thun mà cái chất thun này rất là đẹp. Mình thun này mịn mặc sướng lắm luôn. Size 8 và size 12 giá 950. Ai mặc được 8 với 12 mình lấy cái form này đi, cái đầm này dễ thương lắm luôn á. Ok. Size 8 và size 12. Không, mẫu này không có, không cổ, không ngọc, không có. Size 8 và size 12 giá 950. Size 8 Hằng Lâm. Bi 8 cho Hằng Long. Rồi mình còn một cái 12. Đầm này mình còn một cái 12. Cái đầm này á, cái chất thun nó rất là mát. Mình thun này cực kỳ đẹp luôn á. Mình mặc mình không có bị nóng đâu. Mặc không bị nóng đâu. Cái chất thun này mặc rất là ok. Size 12 là dành cho ai 63, 67 ký mình chốt á. Mẫu này em còn một cái size 12 nha. Có tay có chứ. Dạ nó xen kẽ chị. Dạ ngày mai em còn like đầm nữa mà, ngày mai em sẽ like đầm thêm một ngày nữa. Dạ hôm nay em sẽ like cỡ khoảng 100 đầm, rồi ngày mai em like cỡ khoảng 100 đầm nữa. Dạ em không có sức, em có sức em mặc 300 đầm luôn cho mấy chế chốt mà mệt quá. Mỗi lần em bán đầm rất là cực luôn á, cứ đi ra đi vô thử tới thử lui mệt quá. 6 à hả? Đầm này của Ngọc nói là đầm von size 6. Von size 6 dành cho ai 55-59 ký mình chốt nha. Đầm này giá 1.050.000. Von size 6 giá 1050. Đầm von size 6 giá 1050. Cái đầm này là cái miếng von phần trên đây và nó rủ xuống như vậy. Dạ đầm von size 6 giá 1050. Von size 6 giá 1050. Đó, cái đầm này là nó đẹp nhờ cái phần rủ xuống như vậy nè, và cái tùng ở dưới nó là body. Cái hoa của cái đầm này đẹp. Cái hoa của cái đầm này rất là đẹp. Von size 6 giá 1050. 55-59 ký chốt được cái mẫu này cho em nha. Ai 55-59 ký mặc được cái đầm này. Rồi ok. Rồi, đầm size 6. Đầm size 6 giá 1050. Size 6 giá 1050.
đầm Von size 6 giá 1050. Cái hoa của cái đầm này đẹp. Cái hoa của cái đầm này rất là đẹp. Đầm này 55-60kg chốt cho em. Dạ đầm này là đầm size 6 nha, 55-58-59kg mình chốt được cho Ngọc nha. Đầm Von, Von size 6. Và cái hoa này cũng rất là đẹp. Dạ Von hoa size 6 giá 1050. Von hoa size 6 giá 1050. Đầm Von hoa size 6 giá 1050. Rồi để đây Ngọc mặc cho. Von hoa size 6. Rồi qua mẫu. Bữa chị dặn nó. Rồi, đầm hoa size số 4 nha. Dạ, đầm hoa size 4 dành cho ai 54 đến 58 kg mình chốt. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 850. Thun 4 chiều nha. Dạ, đầm hoa size 4 nha. Giá 800.000. Thun 8 mảnh nha. Đầm này nó là đầm đề cúp 8 mảnh luôn. Size số 4 giá 800.000. Đầm hoa size 4 giá 800. Đầm hoa size 4 giá 800.000. Nguyễn Minh Hà. Ủa chị có lấy cái gì đâu mà chị đổi. Nguyễn Minh Hà vỡ gửi vô kia đó. Hôm qua tiền mà. Cái áo gửi vô có thâu tiền mà. Rồi, đầm này của Ngọc nói là đầm size 6. Đầm thun này của Ngọc là chất thun lụa nha, tay dài. Cái hoa văn này nó giống như là thổ cẩm vậy đó, nhìn nó rất là đẹp. Dạ, đầm này dành cho ai 55-60kg mình chốt cho em. Mẫu này ai 55-60kg mình chốt cho em. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu. Mình thun bao đẹp luôn. Cái đầm này mình thun bao đẹp luôn. Và cái nền thun nó như là một cái đầm thổ cẩm vậy đó. Dạ, chất thun mát, mát vô cùng mát luôn. 55-60kg mình chốt được cái đầm này. Cái đầm này cái nền hoa đẹp lên hình, mặc cái đầm này đẹp lắm luôn á. Cái đầm này mặc đầm chụp, mặc lên chụp hình rất là đẹp. 55-60kg chốt được đầm này cho em nha, giá 1 triệu. Đầm này 55-60kg mình chốt giá 1 triệu. Rồi, đi tiệc size 8 nha. Đi tiệc size 8 giá 1 triệu 2. Đi tiệc size 8 giá 1 triệu 2. Cái váy hôm bữa gửi nhầm size chị ý. Rồi, đưa cái Nguyễn Minh Hà nãy mới vừa mặc ra đó. Không, không, phải cái đó không? Cái kia, cái này nè, ok. Mimi chốt 8, ok. Chốt Mimi size 8 giá 1 triệu 2. Cái CK này của Ngọc nó là đầm size số 2.
Dạ, cổ bẹt vai size 2 nha, dành cho ai 50-53 kg mình chốt. Dạ, đầm CK size 2 dành cho ai 50 cho đến 53 kg mình chốt cho em. Dạ, cái CK này Ngọc để cho mọi người. Dạ, đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 1.250.000. CK 1250 nha. Đầm CK cổ bẹt vai giá 1250 size số 2. Dạ, 1250 size số 2. Rồi chốt Thanh Vũ Tuyết đầm size 2 giá 1250. Rồi cái đầm này của Ngọc là nó có một cái cộng phụ kiện đi kèm với cái đầm nha. Dạ, đầm này của Ngọc nó là đầm thun size 6 giá 950. Đầm thun size 6 giá 950 và cái đầm này nó có đi theo cái cộng phụ kiện đi kèm nha. Dạ, khi mình giặt mình tháo cái phụ kiện này ra, khi nào mình mặc đi đâu thì mình gắn cái phụ kiện vô nha. Rồi, đầm này giá 950 size số 6, 55 cho đến 58 kg chốt được cái đầm này cho em nha. Dạ, size số 6, 55 kiếm cái đầm. Size 6 cho chị Tím Ngô kìa, đầm size 6 cho chị Tím Ngô. Size 6 Tím Ngô. Đầm size 10 mấy chế, đầm size 10 giá 1.200.000. Dạ cái này nó là màu xanh cẩm thạch đó, size 10 giá 1.200.000, màu xanh cẩm thạch hiệu đi kênh qua nha. Size 10 giá 1.200.000. Đầm size 10 giá 1.200.000. Đầm size 10 giá 1.200.000. Màu xanh cẩm thạch nha. Dạ cái đầm này nó là màu xanh cẩm thạch, size 10 giá 1.200.000. 63 đến 65 66 ký chốt 10 cho em. Size 10 giá 1.200.000. Hiệu DK & Y nha. Size 10. 10. Rồi, cái đầm xanh này của Ngọc nó là đầm xanh size 8 nha. Đầm xanh size 8, đầm này dành cho ai 60 63. Em cái chị đang mặc nha, cái đang mặc nãy chốt hay rồi. À cái đang mặc hồi nãy mới cái vừa rồi chốt cho ai vậy? Nãy hả? Cái đó Mỹ Nga lấy rồi. Rồi đầm này đầm size 8 nha. Size 8 giá 1050, đầm size 8 giá 1050. Đầm size 8 giá 1050 nha. Thun. Màu xanh coban size 8 giá 1050. Một màu. Và dạ, tình yêu nào thích mặc một màu mình chốt cái đầm này cho em. Size 8 giá 1050. Đầm size 8 giá 1050. Chốt Hương Bùi size 8 giá 1050. Nước.
đầm đó là cái gì vậy? Cái đầm Pháp á, rắc rồi này, rắc rồi này. Tiếng đó hả? Ừ. Cái đó là cái gì vậy? CK size số 8 nha. CK size 8 giá 1250. CK size 8 giá 1250. Đầm CK size 8 giá 1250 nha. CK size 8 giá 1250. CK size số 8 giá 1250. Dạ ai thích đầm CK mình chốt đầm này cho em, giá 1250. Dạ đầm CK giá 1250. Dạ cái này 59 58 60 kg mình chốt size số 8 ok nha. Thông thường eo size 8 là nó rơi vào khoảng 84 đến 86 là mình mặc được size số 8 nha. Rồi. Ok, qua mẫu luôn. Đầm lụa size 8 nha. Cái đầm này quá trời đẹp luôn. Đầm lụa này ai mặc được lấy đi. Lụa cao cấp giá 1,3 triệu nha. Cái mìn hàng lụa này quá trời đẹp luôn. Dạ cái đầm này ai mặc vừa lấy đi. Em lấy được có một cái thôi, size số 8. À, cái vải cực kỳ đẹp luôn. Hàng cao cấp thì thôi, cái lụa của nền hàng lụa của nó mặc rờ vô rất là mịn tay luôn. Dạ size 8 chốt với chị Kim Nguyên. Dạ em chốt chị Kim Nguyên size 8 giá 1,3 triệu. À, lụa, dạ cái đó khách chốt rồi, lụa. Cái này lụa size 8 luôn, lụa size 8 giá 1,3 triệu luôn, lụa cao cấp size 8 giá 1,3 triệu luôn. Lụa cao cấp size 8 giá 1,3 triệu luôn. Lụa, mình hàng này cũng là lụa luôn, cũng là lụa cao cấp luôn, size số 8 giá 1,3 triệu. Dạ ai thích mặc hàng lụa thì mình lấy. Những cái lụa cao cấp rờ vô là nó rất là thích. Dạ rờ vô nó mịn và nó mát lạnh luôn á. Dạ cái mình hàng này nó là lụa cao cấp và cái màu của nó cũng đẹp nữa. Dạ ai mà thích mặc cái màu nó nổi nổi giống như ngọc như vậy thì mình chốt lụa cao cấp size 8. Đây bên hông là nó lên như vậy nha, cho nên là mọi người không có sợ bị hở nách đâu. Dạ cái đầm này mặc không có sợ bị hở nách nha. Đó, và nó phủ ra giống như là một miếng tay cánh tiên như vậy á. Thì khi mình mặc mình sẽ cảm thấy mình không có bị to cái bắp tay. Lụa size 8 giá 1,3 triệu. Dạ chế nào thích mặc lụa thì mình chốt cái lụa. Rồi ở đây em có cái đầm sơ mi. Đầm sơ mi này của Ngọc là đầm sơ mi size số 8 nha. Dạ của thương hiệu Polo. À, đầm này đầm của thương hiệu Polo và mẫu này Ngọc để cho mọi người với giá là 1,1 triệu. Dạ đầm sơ mi caro Polo size số 8. Sơ mi size 8 em mà không vừa. Sơ mi caro size số 8 nha. 1,1 triệu. Size 8 em mặc có vừa không? Mi 8. Sơ mi. Cái này Diễm Trần mặc được lắm. Diễm Trần mặc không được cái này đâu. Mi mi á. Không 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 được, cái đó mặc chật lắm. Chị Thu Su Su nữa. Không 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 vừa, cái đó không vừa. Rồi cái lụa 8 này. Cái lụa 8 này ai chốt? Maxi Von đi biển size 6. Dạ sơ mi khách chốt rồi chị Tình Nguyễn ơi. Sơ mi khách chốt mất rồi. Sơ mi vô cái gì đầm 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 Von nha. Von lụa size 6. Von lụa size 6. Đầm Von size 6 để đi biển nha. Dạ
đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1,2 triệu size số 6. Dạ size 6 giá 1,2 triệu. Dạ dạ khách chốt rồi chị Tình Nguyễn. Khách chốt rồi. Rồi mẫu này của Ngọc nó là đầm size 6. Size 6 giá 1,2 triệu. Von size 6 giá 1,2 triệu nha. Maxi. Maxi von size 6 giá 1,2 triệu nha. 55-58 kg size 6. Ai mà 55-58 kg chốt cái von này giá 1,2 triệu. Size số 6. Đầm jean cam size số 6 nha. Jean cam size 6. Jean cam size 6 giá 1,1 triệu. Đầm jean cam size 6. Dạ đầm jean màu cam này nó là đầm size số 6 dành cho ai 55-57 kg mình chốt nha. Ai mà 55-57-58 kg chốt với size 6 này cha. Đầm jean cam nha. Dạ, đầm này đẹp, màu rất là đẹp nhưng mà em không có size. Đầm size 6 jean cam. Rồi ok, chốt cái jean cam giá 1,1 triệu này cho Nguyễn Nguyên. Đầm jean trắng BB nè. Cái này là sọt jean. Này size mấy đây? Ai mặc ai thích mặc sọt mình chốt cái sọt BB trắng này đi. Dạ cái này nó là size 4 á. Dạ cái sọt BB màu trắng này size 4. Rin cam khách chốt rồi. Dạ cái này nó là sọt trắng. Dạ sọt trắng của BB size số 4 nha. Cái này dễ thương quá trời luôn. Dạ ai mà thích mặc sọt trắng nha. Sọt jean trắng. Dạ nó là sọt liền quần luôn. Mà cái này nó là size 4 của BB. Dạ cái bộ này ngũ hợp là giá 1,3 triệu. Thương hiệu BB. Ở đây nó có cái logo chữ BB nằm ở trên cái ngực áo đây nè. Size số 4. Dạ jean. Jean trắng nha. Jean trắng mà dạng jean sọt BB size số 4 này để mặc. Đây. Bao ngầu luôn, bao xinh luôn. Dạ, cái bộ dâm này của Ngọc nó là bộ dâm size số 4 nha. Dạ chế nào mà thích mặc dán sọt. Dạ chế nào mà thích dán sọt thì mình chốt cái bộ trắng này cho Ngọc. Dạ bộ jean trắng sọt BB này Ngọc để cho mọi người giá 1,3 triệu. Dạ bộ sọt trắng BB này, cái này nó là chất co giãn nha. Hoa vũ 4 BB. Rồi ok, chốt hoa vũ 4 BB. Rồi đầm, dạ cái đầm, cái zoom nó không có. Rồi cái đầm von này của Ngọc, von sọc này là dạ size 12. Đầm von sọc size 12 nha. Đầm này Ngọc để cho mọi người giá 1 triệu. Von sọc size 12. Đầm von sọc size 12 nha. Dạ cái tùng của nó là cái tùng xếp ly. Cái đầm này mặc đi biển rất là xinh nha. Đầm này mặc đi biển rất là xinh. Dạ nếu cái này nếu mà mặc đúng size là nó sẽ ôm vô trong người mình như vậy nè. Dạ và cái phần thun của cái đầm này nó là bo thun ngay chính giữa cho nên là khi mình mặc á nó sẽ ra cái phần eo như vậy nè. Dạ bởi vì cái này nó không đúng size của em cho mặt nó hơi bị rộng. Kiếm giúp ta. Rồi
đầm này của Ngọc là size 12. Size 12 là thông thường 63, 67 ký chốt size 12. Dạ cái này không có 4. Dạ cái này chỉ có size 12 thôi, một cái một duy nhất, giá 1 triệu. Vôn mà cái tùng vôn này của Ngọc nó là dập ly như vậy nè. Dạ cái màu sắc vôn sọc này rất là đẹp, giá 1 triệu, size 12, 63, 67 ký chốt 12 cho em. Đầm vàng size 8, size 12 hoàng hôn ấm áp 1 triệu. Đầm vàng size 8 nha, CK size 8 giá 1250. CK size 8 giá 1250, cái đầm CK này đẹp quá trời luôn. CK size 8 giá 1250. Ai yêu màu vàng vô lấy cái đầm này cho em đi. CK size 8 giá 1250. CK size 8 giá 1250. Cái đầm này là size 8. Ai mặc được size 8 lấy size 8 nha. CK size 8 giá 1250. Chị bao nhiêu ký chị Ngọc Cẩm? Nếu chị 58 ký chị mặc được cái này. Nếu chị Ngọc Cẩm 58 ký mặc được cái đầm này. CK này của em là size số 8. Mà size số 8 thì thông thường 58 60 ký ok. Và mẫu này không có 10, mẫu này chỉ có size 8 thôi, giá 1250. Dạ dạ ok ok. Eo 80 hả? Vừa. Eo 80 mặc cái đầm này được nha. Chốt cho Phan Thị Ngọc Cẩm. 54 ký Phan Thị Ngọc Cẩm. Ôi 54 ký không ok rồi, không vừa. Không vừa. Dạ cái đầm đi biển nha mấy chế. Đầm ren đi biển size 4 nha. Đầm ren đi biển size 4. Đầm này là cái cổ nó bẹt vai ra như vậy nha mấy chế. Dạ đầm đi biển size 4. Đầm này dành cho ai 53-57 ký mình chốt nha. 53-57 ký mình chốt cái đầm này cho em. Đầm này giá 1250 nha. Size 4 giá 1250 ren. Dạ cái đầm này xinh quá à. 1250 size số 4. Dạ ai mặc được size 4 chốt cái đầm này cho em đi. Rất là xinh luôn. Ren size 4. Mà cái màu nó cũng đẹp. Dạ cái đầm này á, nếu như ai mặc thì mình mặc cái cổ nó bẹt ra như vậy nè. Dạ ai mặc được bẹt vai thì mình cho cái cổ nó xuống như vậy nè. Dạ ai mà mặc được cái cổ à, cái này nó mặc được hai kiểu cổ, kéo lên như vậy cũng được nha, mà mình hạ nó xuống như vậy cũng được nha. Dạ ai mà thích mặc đầm mà dáng chụp hình cho nó đẹp á, hở cái bờ vai thì mình kéo cái đầm này ra. Tại vì cái này nó có cái thun ngay đây á, cho nên là nó sẽ giữ được cái phần này cho mình. Size 4, đầm đi biển size 4 giá 1250. Đi biển size 4 giá 1250. Rồi ok. Rồi, chấm bi size 10 nha mấy chế. Chấm bi size 10 giá 950. Đầm chấm bi size 10 giá 950. Cái đầm này ở đây nó cái tay của nó là cái tay hột bẹt như vậy nè. Cái tay của cái đầm này nó là tay hột bẹt, nó hở bờ vai ra tí xíu. Chấm bi size 10 giá 950. Chấm bi size 10 giá 950. Na lê size 10 giá 950. Màu đỏ luôn.
chị. Rồi. Đầm số 14 chị không vừa. Rồi, đầm cam size 10. Đầm cam size 10 giá 1 triệu. Đầm cam size 10 giá 1 triệu. Đầm cam size 10 giá 1 triệu. Cái này nó nhiều mẫu nè. Đầm cam size 10. Dạ Na Lê lấy luôn này ha chị. Na Lê đầm cam size 10 giá 1 triệu. Dạ cái này nó là thun nha. Đầm cam size 10 giá 1 triệu. Đầm cam size 10 giá 1 triệu. Chất thun co giãn tay phùng nha. Dạ cái tay nó phùng phùng lên cho nên là nhìn nó rất là duyên nha. Dạ đầm cam size 10 giá 1 triệu. Na Lê ok chốt size 10 giá 1 triệu. Rồi cái đầm sơ mi này của Ngọc, Ngọc có size M và size L, tương đương size số 6 và size số 8. Đầm sọc này Ngọc có size 8 và size 10 nha. Đầm sơ mi sọc size 8 và size 10 giá 1 triệu. Dạ hoa Lan Vũ eo 76 chốt size 4 hoặc size 6 cũng được nha chị. Eo 76 mình chốt bóng 76kg chốt size 16. 76kg chốt size 16. 76kg chốt 16 cho em nha. 76kg chốt 16. Rồi đầm này Ngọc có size 8 và size 10. Đầm này Ngọc có 6, 8, 10. Đầy 16 nè. Dạ ở đây Ngọc có cái đầm này size 16 giá 1 triệu nè. Đầm thun này size 16 dành cho ai 7 mấy ký mình chốt được nha. 70 đến 75 ký mình chốt được cái đầm này. Dạ size 16 luôn. Hai cái này 16. Cái chấm bi này là giá 1 triệu. Dạ hai cái này giá 1 triệu hết. Size 16 á. Size 16 hai cái này là dành cho ai 70, 75, 76 ký mình chốt nha, size 16. Dạ, size 16 á, mấy cái đầm thun này đẹp quá trời luôn. Có đi. Rồi, đầm sơ mi thun này Ngọc có 6 8 10 giá 1 triệu. Sơ mi thun 6 8 10 giá 1 triệu. Cái này cái beo nó đâu rồi? Cộng dây beo của nó đâu? Sơ mi thun 6 8 10 giá 1 triệu. Ủa cái này nè, nó có cái cộng dây beo đâu. Cái là ăn L đó, ăn L. Mất hết cái này rồi, cái này mất hết một cái rồi. Rồi cái này mình còn một cái số 8. Đây nè, bên kia nó còn cái cộng nó là cái đâu. Đi. 1 triệu, 1 triệu. Rồi mẫu này em còn một cái số 8 nha. Ai mặc được số 8 mình chốt cho em nha. Rồi đầm tím size 10, đầm tím size 10 giá 1 triệu mốt. Vôn tím size 10 giá 1 triệu mốt. Đầm vôn hoa tím size 10 giá 1 triệu mốt nha. Vôn hoa tím size 10 giá 1 triệu mốt. Hội trần size 10 giá 1 triệu mốt. Đi kênh quay size 10 luôn. Đi kênh quay size 10 giá 1 triệu mốt. Đi kênh quay size 10 giá 1 triệu mốt nha. Đi kênh quay size 10 giá 1 triệu mốt. Đi kênh quay. Dạ Donna Karen New York nha. Đi kênh quay size 10. Cái này thun co giãn luôn. Size 10 giá 1 triệu mốt. Size 10. Chị lấy đầm em mặc. Cái đó khách em chốt mất tiêu rồi. Cái đó khách em chốt rồi. Bây giờ cái này nè. Cái này là đi kênh quay. Dạ đi kênh quay size 10.
size 10, DKNY size 10 này dành cho ai 63 đến 66 ký mình chốt nha. Dạ, đầm này dành cho ai 62 đến 65, 66 ký mình ok. Giá 1 triệu mốt DKNY. Linh Dương em size 10. Chốt Linh Dương size 10. Rồi cái đầm thun này của Ngọc dễ thương quá. Dạ chấm bi mà cái cổ nó là cổ trụ như vậy nha. Dạ cái chấm bi này của Ngọc là size số 4 á. Dạ. À, dạ cái beo đó chắc chị Quỳnh Diệp mà không vừa đâu. Dạ. Rồi cái chấm bi này của Ngọc, dạ chấm bi thun này của Ngọc giá 850. Chấm bi thun này của Ngọc dành cho ai 54 đến 58 ký mình chốt nha. Chấm bi thun này của Ngọc là giá 850. Chấm bi thun giá 850, Loan Anh chấm bi 850. Rồi à, cái đầm hoa này Ngọc có hai cái size S, hai cái size 4, một cái size 12. Ngọc có hai cái 4, một cái 10, một cái 12. Dạ đầm này Ngọc để cho mọi người với giá là 750. Đầm hoa thun này Ngọc để cho mọi người với giá 750. Em có size 4, size 10, size 12. Size 4, size 10 và size 12. Giá 750, mẫu này Ngọc để cho mọi người giá 750, em có 4, 10, 12. Size 4, size 10 và size 12 giá 750. Đầm thun nha. 750, 4, 10, 12. Size 4, size 10 và size 12 giá 750. Cái hoa thun này mặc rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái nha. Và cái mùa hè này chúng ta mặc mấy cái đầm này, thứ nhất là nó nhẹ, nó mát, màu sắc cũng đẹp nữa, rất là dễ mặc. Size 4, size 10 và size 12. Rồi, ok hoa. Rồi cái đầm này của Ngọc nó là đầm size 4 nha. Dạ, đầm maxi size 4. Maxi size 4 giá 900. Đủ rồi. Maxi size 4 giá 900.000. Maxi size 4 giá 900.000 nha. Cái này 55 cho đến 59 kg ok. Size 4 53 kg chị vừa không? Là cái này hả chị? Là chị đang hỏi Ngọc cái đầm Ngọc đang mặc trên người hả? Size 4 là ok tại cái này nó là 4. Hay là chị hỏi cái đầm 750 hồi nãy? Chị Nhung Long hỏi cái Ngọc đang mặc hay là hỏi cái hồi nãy? Cái em đang mặc là 950, còn cái mới vừa thay ra chốt Thanh Thanh size 4 giá 950. Rồi. À, rồi Ngọc xin xuống livestream của Ngọc buổi chiều ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trưa mai 10 giờ rưỡi nữa nha. Dạ. À, mệt rồi. Hết mặt nổi rồi. À, trưa mai mặc tiếp nha mấy chế. Trưa mai 10 rưỡi em tiếp tục lai đầm nha. Dạ. Cái trước em dạ anh vừa chị. Dạ cái trước mình mặc size S là ok chị. Cái trước mình mặc size 4 là ok. Chốt chị Nhung Long cái 750 đi. Nhung Long. Bye. Chúc mấy chế của em có những ngày nghỉ cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều hạnh phúc nha. Bên gia đình và người thân của mình nha. Không chịu hả? Thôi không chịu cũng phải chịu thôi chứ giờ chân què rồi, hết lai nổi rồi, đau rồi. Chiều mai 10 rưỡi mình gặp nhau nha mấy chế. Ngày mai vô like chia sẻ mầm đi, mai có quà cho mấy chế nhiều nha mấy chế. Rồi ok. Bye. Dạ em chào chị Nhung Long. Dạ ok được rồi chị, lát nữa em gửi cho chị nha. Ok chị.